chưa? Vô chưa mọi người? Vô rồi. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Cặp Đôi Cặp Đi mùa thứ hai. Trời đất ơi, sao bao nhiêu ngày ở nhà nhịn tránh đói. Dịch bệnh. Nhịn đói đó quý vị à. Hai đứa tôi nhịn đói đợi tới ngày hôm đây, nay. Đây, để phân tích cho các bạn nghe. Show thì không ai làm show cho ca hát hết, tụ tập đông đúc lây bệnh cho nhau. Đúng, không có show. MC ở ngoài cũng không ai mướn luôn. Tại vì mướn MC là phải tới chỗ đông người để nói chuyện, người ta mới mướn MC. Mà bây giờ đâu có cho chỗ đông người để tập trung nữa đâu. Đó, hát không được, MC không được. Nói cũng không xong. Nói cũng không xong, hát cũng được. Có chỉ có anh Trường này là thương hai đứa tụi em. Đúng, nhưng mà cái tạo công ăn việc làm để nuôi má, nuôi con. Còn đâu? Con chó. Ừ. Rồi, và các bạn thân mến, rất là vui khi mà ngày hôm nay tất cả chúng ta cùng gặp nhau trong chương trình nè, Cặp Đôi Cặp Đi mùa thứ hai. Nãy giờ cái đầu nó hơi pheo xíu tại anh Trường không có cái chuông hay gì ten để hai đứa đứng lên. Và các bạn nhớ là thời gian phát sóng của chúng ta là 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên Vlive nha mọi người. Hôm nay thì đổi rồi, chúng ta không ngồi nữa mà chúng ta đang đứng trên một cái bếp và mặc áo đầu bếp. Đứng ngay cái bếp không? Đứng trên, đứng trên cái bếp, đứng đây nè. Ok. Hiểu không? Đứng trên cái bếp là nó nước mình, hiểu không? Bắt lỗi ghê vậy. Trời, công nhận mùa này lên hình đẹp dễ sợ luôn. Tuổi mới 18 tuổi không anh Trường? Rồi nè, trời. Ui, sao kỳ này Khánh mập quá nhìn giống chú Yên. Kỳ này Khánh nhìn y chang chú Yên luôn anh Trường. Chết rồi. Đề nghị em là... đề nghị anh Trường không là phải đề nghị là máy quay phải đẩy lên thêm 4 không, phần anh Trường là phải chuẩn bị như Paris Pana vậy đó, là phải có một máy chiếu chân, một máy chiếu da đồ các kiểu. Và format mùa 2 của chúng ta có tên là Cuộc chiến mỹ vị. Wow. Như các bạn nghe biết thôi là thấy mập rồi đó. Đúng rồi đó. Thường ngày mình chỉ được ăn thôi, mình không có nấu. Đúng. Nhưng mà anh Trường anh tạo công ăn việc làm điều kiện tốt lắm. Đúng. Để cho mọi người là đúng theo cái câu mà muốn ăn là phải lăn vào bếp đó. Đó, chính xác. Để cho các bạn thấy được tài năng của nghệ sĩ, bây giờ không chỉ có đi hát. Đúng. Tại mà vì... không có show đi hát, không có show để nói chuyện để MC thì ở nhà phải nấu ăn mỗi ngày. Đó. Đúng, đó. Lúc này tạo là phải điều kiện cho mấy bạn show up tài năng của mình. Đúng rồi. Rồi. Hai đội sẽ được phát tiền làm vũ khí nha. Hai đội sẽ được phát tiền làm vũ khí và thi nấu ăn theo chủ đề. Theo chủ đề. Có nghĩa là mỗi khách mời sẽ có một chủ đề. Tùy theo nhan sắc của khách mời khi đến chương trình, đúng không? Đúng. Chứ sao? Nói chung là các bạn nhớ đóng góp ý kiến qua email của chương trình Cặp Đôi Cặp Đi. Qua email là cặpdôicặpdi.vlineamoc@gmail.com hoặc qua kênh fanship nha các bạn. Đây mình đọc comment của mình. Trời, em tưởng hôm nay dẫn chương trình với Châu In không, mặc y chang không khác gì luôn. Trời ơi, Khánh ngáo quá. Mày biết nấu ăn ư? Xin lỗi mọi người nha. Không chỉ biết nấu ăn mà còn biết ăn nữa. Nấu ăn là chuyện bình thường. Đâu? Rồi bây giờ chúng ta được 2.700 view và 7 triệu tim. Trời ơi, 7.758.000 tim. Quá, có mình anh Nhi vỗ tay luôn á. Em đâu mượn. Ủa phải anh vỗ không? Ổng vỗ đó. Không phải bé Anna vỗ. Ổng. Phải không? Ừ. Bởi vì nhạt nhẽo là tiếng vỗ tay nghe nó cũng nhạt. Trời nghiệp anh Nhi. Đây mình đọc comment nè. Anh Khánh đeo kính tự nhiên thả tim luôn. Đó, khách mời ngày hôm nay là ai vậy? Rồi đây. Vô nè. Khách mời ngày hôm nay rất là dễ thương, cute, nhìn là thấy ngon liền luôn. Giống như tên chương trình Cặp Đôi Mỹ Vị. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu khách mời này có tên từ trong cuộc game Liên Minh Huyền Thoại, Annie Công Chúa. Mời em. Bạn Duy Ngọc. Dễ thương, tươi tắn. Em đi mang, em mang theo con gấu nhở? Trai tài. Em cầm con gấu nó là gian luôn. Em gạo lên đây em thả gấu ra là tự nấu luôn. Rồi bây giờ hai đội mình sẽ tự giới thiệu đặt tên. Bây giờ hai bạn sẽ tự giới thiệu sơ sơ về bản thân đi. Ngọc. Tên tuổi, nhà ở đâu, nghề nghiệp gì? Ở nhà ở đâu thế? Chào tất cả mọi người, em chào anh chị ạ. Dạ. Em là Duy Ngọc và em hiện đang là trưởng nhóm của nhóm nhạc The Wings. Xí, em xí, anh Ngọc nhìn bên này, anh nói dở, vẫy tay. Không, không sao đâu, em lên đây nó lúng túng các kiểu lắm. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Annie. Chắc là ai chơi Liên Minh thì cũng biết tới con Annie giống như chị My vậy đó. Đúng. Mình là leader của nhóm Libby. Hôm nay rất là vui khi được đến đây để gặp anh Kevin và chị Khởi My. Một trận thật lớn nè. Rồi, bây giờ đặt tên đội nha. Bây giờ hai bạn lấy đội của mình là tên gì? Cho anh Ngọc đặt á.
Ngáo. Đây là ngáo, còn đây là không ngáo phải ngơ chứ. Ngáo à? Mặt này mới là ngáo nè, mặt này mặt này là mặt mập. Vậy bên này lấy đội là ngáo phải không? Vậy mình lấy là ngu đi. Ngơ đi. Tự nhiên ai kêu đặt tên ngu. Mi đội ngu. Mi lên xuống lấy trái cây giùm đội ngu kìa Mi. Ok. Đây là đội ngu. Ủa Mi em đội nào em đội ngu không? Em không. Đây là đội ngáo. Đây là đội ngơ. Ngáo ngơ. Ok. Dễ thương nè mày. Đó, các bạn kia đây đâu rồi? Tập đây là Hi đại ca, chị ơi lắc quá. Anh em ép nông nhá. Ép nông liên tục nhá. Nó thôi em nói to lắm nè anh em. Rồi. Vicon chính là tiền để mua các nguyên liệu. Các bạn à, giống như Auditation vậy đó, chúng ta sẽ có Vicon nha. Vicon chính là tiền để mua các nguyên liệu vũ khí trong mùa 2 này. Có đổi ra được tiền thiệt không chị? Thì chị đang thắc mắc, ví dụ mình không xài hết cái Vicon đó trong chương trình là mình bán lại chương trình nhìn có đổi tiền cho mình hay không? Dạ đúng rồi. Anh nghĩ là phải được, tại vì nếu mà không được anh sẽ kiện. Nó sai trái hơn. Đúng. Tự nhiên tiền em cũng thấy vậy. Đúng không? Không, đúng. Nói vậy là cũng không đúng. Tự nhiên khách mời tới đây lấy Vicon nó tôi không chơi nữa, đổi lấy tiền về. Đúng không? Được mà, được được. Mấy đứa mặt buồn nói chuyện á. Đây là đồng tính nào, đội hot phải cố gắng chiến thắng mỗi tập để được thêm Vicon vào tập kết. À, là khách mời là sẽ an phận bao nhiêu số tiền đó, nhưng mà còn mình nếu mà mình chơi dở là từng sau cứ càng ngày là mình sẽ bị thâm hụt tiền. Anh ơi, vậy tới tập 5 đội em âm tiền luôn á, không còn tiền chơi luôn á. Tôi thiết nghĩ là có thể là gài để cho tới khi tổng cộng là tới tập 5 là hai đứa mình cũng sẽ tự móc tiền túi ra tới đây để mua đồ ăn và xây dựng hết tất cả. Sao thấy làm chương trình nó lỗ anh kỳ ghê, mới thấy có công ăn việc làm sao nghe thấy thiếu thốn quá. Ok. Rồi. Đã hiểu. Hiểu rồi nha. Rồi. Bây giờ mời hai đội cùng nhận số tiền Vicon. Là kịch nữ. Đội ngu lên nhận tiền. Đội ngơ. Đội ngơ lên nhận tiền. Đội ngáo với đội ngơ. Mình đứng này đi à. Cảm ơn bệ hạ. Ý em bảo là bạn chơi của em bị ngáo. Vậy là mình sẽ được hay là tự nhiên mọi người lại đặt tên đội em ngáo. Anh. Bao nhiêu tiền nhỉ? Cái này là 100 ngàn đúng không anh? Em cũng đang tính hỏi. 200 ngàn. 100 triệu. 500 ngàn. À, mỗi đội sẽ có 500 ngàn. À, hai cái bánh in bự 200, cái bánh nhỏ là 100. Không biết làm món gì mà đưa có 500 em sợ đủ. Không ấy mình đổi không? Đổi sao chị? Đổi cái nhỏ lấy cái bự. Bản thân thấy là chỉ một dĩa đồ ăn thôi mà 500 ngàn là dư rồi đó. Dư. Dư, một dĩa đồ ăn. Nè, bonus Vicon, chơi game nhận thêm Vicon. Em nghĩ là mình sẽ được thêm tiền. Được, okay. Ra là được thêm tiền mà mọi người nghĩ đi. Game không phải đó. Là tự nhiên mà cho mình thêm tiền đâu. Game có lý do. Đói mờ mắt. Đói mờ mắt. Đây, rồi, các bạn rồi. Game đầu tiên của chúng ta có tên là đói mù mắt. Mỗi thành viên của mỗi đội sẽ được bịt mắt và đeo yếm ăn dặm chống thấm. Ăn những phần thức ăn đặc biệt được chuẩn bị theo lượt và diễn tả cho thành viên còn lại đoán ra là mình vừa ăn cái gì. À, đừng có ăn bậy ăn bạ nha. Đội nào hoàn thành chính xác hơn sẽ giành được thêm 50 Vicon. Ồ là 50 ngàn. 50 ngàn là mua được thêm hộp sữa. Trời ơi. Sữa ông thọ hả chị? Không. Sữa mà đình bình nhỏ nhỏ vậy nè. Quánh tù tì tiến hành được em. Vô em. Em chịu quánh hả? Đúng, em chịu quánh. Hai. Chính ra coi con mập này. Một, hai, ba. Ui chết rồi, chị thắng rồi. Mắt đeo yếm. Đồ. Thắng gì chị chơi trước đúng không? Đội thua chơi trước chứ. Ủa đội thua chơi trước hả? Ừ. Đồ ở trong tủ. Tủ nào? Tủ nào anh? Đồ tủ bên đây, tủ bên đây. Tủ, đâu tủ bên này đúng không? Đây. Trời à, đồ bịt mắt. Ôi vé xa nè mọi người ơi. Xa chào cô chú đi con. Trời đây bịt mắt. Ơi, dễ đây thương. Là em cái màu hồng đi, chọn sao màu hồng nhỏ xíu vậy? Chọn màu hồng có cái đồ đựng nữa nè. Ê cái này hồi ủa, có cái đồ Halloween này, em có quá trang gì nè. Hai cái này hợp với em rồi. Ôi cái này em sợ không vừa với cổ của em, cổ em bự lắm. Người ta màu xanh thì cho đổi bên kia. Cái này mình đổi bên này hay gì đó. À đúng rồi nè. Em xin. Đó, xin ngọc. Đeo vô trời. Trời ơi, bé xíu luôn. Này, em thích nào màu hồng này, em chọn con nào. Chị nhìn em có đẹp chưa? Được chưa? Sexy quá. Sexy dễ sợ luôn. Đó, bây giờ tụi em không đéo này vô không? Dạ, lấy cái này á. À, đội của anh đi công chúa chơi trước nha. Ôi chết rồi, không biết. Ủa, là... cái gì vậy? Cái cổ
không có giữ. Gán nha, gán theo giờ đúng rồi. Rồi, bây giờ xin hỏi là đội nào sẽ chơi trước ạ? Xin hỏi là đội nào sẽ chơi trước ạ? Rồi, bây giờ xin mời Kim Khánh và Khởi My. Mình sẽ chọn hai cái dĩa bất kỳ ạ. Chọn hai dĩa bất kỳ, phải không? Màu à, bên đây phải bịt mắt, bên đây phải bịt mắt đúng không? Hai bạn bịt mắt hết luôn, hai bạn bịt mắt đi. Nè, em sẽ chọn màu đỏ trứng tỏi chi ngu nè. Hai bạn một cái thôi anh em. Đây, đi. Đây số mấy? Khánh sẽ chọn thêm một cái. Ờ, Khánh chọn thêm một cái nữa. Đây số mấy em chọn đi. Anh đặt tên đội đúng, anh ngáo sao thấy được. Anh gọi tên em chứ tự nhiên. Rồi, bây giờ mình sẽ đứng phía. Mọi người đặt tên là ngáo. Mấy bạn kêu trộm đây chương trình áo trắng không luôn, dễ thương quá nè. Áo trắng rồi sáng tương lai mọi người. Vừa mới thắt cổ nè. Rồi, bây giờ xin mời Kevin Khánh và Khởi My hướng dẫn cho hai bạn khách mời. Mình sẽ đứng vào phía giữa nha. Kevin sẽ đứng một bên, Khởi My sẽ đứng một bên. Bịt mắt này nhìn bịt mắt này nhìn có đẹp đây, đẹp không đây, hả mọi người? Đây. Không, bịt mũi mới đẹp, bịt mắt nhìn như mù của em. Rồi, bây giờ thì Kevin Khánh sẽ lần lượt cho Duy Ngọc thử cái món đầu tiên. Thử hả? Ngửi cái món. Ngửi ha, ngửi ha, rồi rồi. Thế thì em phải bỏ mũi ra đúng không? Mũi em to lắm. Mình sẽ chọn một dĩa trong đó trước nha, để cho bạn đoán thử cái này đúng khó ngửi. Cái gì mà em nghe mùi giống cá khô quá vậy? Rồi rồi rồi, thử nha, thử đi. Hít không, em phải hít sâu vô. Hít đi, hít sâu vô. Mùi quen quen. Mình có thể nếm ba cái mùi quen là tới một trăm mấy chục cái mùi quen. Bạn có quyền lựa chọn là mình có nếm hay không. À, nếm luôn. Có những cái ghê một cái mùi quen hơn một tả cái mùi lạ luôn. em đi đâu rồi? Em nghĩ cho trò này. Em nghe ghê quá. Em quyền nếm hoặc là không nếm mà. Gì anh Ngọc? Bây giờ ví dụ thì các loại gia vị đấy có những loại gì nhỉ? Ngọc nhiều lắm. Em biết được. Ngọc muốn thử lại thêm lần nữa không? Gia vị là muối, đường, bột ngọt. Đây là cái đắng rồi. Đây cho thử lại kỹ nè. Gia vị hay nước chấm? Quen lắm nhưng mà khó đoán lắm. Nói Ngọc. Một giống mùi miến nhỉ? Đúng rồi, một cái mùi quen. Gia vị là không phải miến rồi, miến là một loại thực phẩm rồi. Phải gia vị nha em. Ông kêu gia vị mà. Giờ sao đoán không, hay là chịu thua hay là nếm? Sao? Nếm nhá, nếm đi. Nếm rồi. Nha. Rồi bây giờ lấy cái muỗng múc cho miếng nha. Em lùi về sau cho mọi người dễ thực hành ha. Rồi ít nha. Đây. Quen lắm. 5 4 3 2 tôm cà. Hả? Tôm cà. Yeah! Được không? Rồi, bây giờ tới anh này. Rồi. Anh Ngọc chơi giùm em luôn. Trời ơi, cái này vui lắm em. Không nha, nhưng mà cái này dễ đoán lắm. Mình cứ nghĩ là chỉ chết rồi, cái gì vậy chị? May quá. Ôi chết rồi. Thôi chết rồi, quý vị ơi. Chị My nhảy tay em nha. Anh ngửi được. Ôi trời ơi, nặng luôn đấy. Tự nhiên ngửi mùi này cái chảy nó mấy. Nó có nhiều loại hao hao nhau lắm nha. Chết rồi. Từ từ. Ê, đừng có bóc cái này, bóc cái này thúi lắm. Không, mình có nước chấm rồi, lát còn xuống dưới mình mua mấy cái này. Mình ăn dặm vô thêm nữa là ngon rồi đó. Trời, cái mùi này nghe xong như là cái gì ta, mắm ruốc hay mắm tôm gì á. Chọn đi, mắm ruốc hay mắm tôm. Chọn đi. Tôm là khác nha. Mắm ruốc hay mắm tôm khác nha. Cho em hửi lại cái này được không? Ruốc có chút xíu. Nồng quá. Khép đeo này nhưng mà như móng ruốc á. 5 4 móng ruốc luôn hả? 2 1 Dạ móng ruốc. Móng tôm. Ủa vậy là đúng hay sai? Ủa móng ruốc móng tôm khác nhau không? Sai. À, cái chương trình là sai cũng vô chuông mà đúng cũng vô chuông. Chương trình này là vậy đó rồi. Thích gung vô chuông, không thích gung chuông thì gung chuông. Thích gung là gung, không thích phụ gung. Sao em không phân biệt được mắm tôm hay mắm ruốc? Anh ngồi thử đi. Đâu. Rồi, tiếp theo tới lượt của Duy Ngọc. Cái mới không? Em ơi, còn lại cái này đi. Mắm gì nữa nhỉ? Mắm tôm. Trời ơi, cái này lạ đúng nè. Rồi. Cái này khó nè. Cái này bắt buộc phải nè. Thằng bé hít sâu dữ. Người mãi không ra mùi. Anh cho em ngửi được không? Cái nào không ngửi được mùi thì em có quyền nếm. Ừ, hay sao nãy mình không nếm? Chả ngửi mùi gì à? Thôi em nếm đi. Rồi nếm nhỉ, nếm. Thằng bé này thích nếm này. Cái gì? Mạnh mẽ đàn ông mà. Dâm ba này. Anh phải cho nguyên đây rồi, trước mặt đây. Cái này, cái... Xong mới vừa xong đấy nhỉ? Hồi hộp quá. Bịt mắt không có. 5 lửa đó, 5 4 3
có mùi cá, từ từ có mùi cá. Có mùi cá, có mùi đại khái hải sản. Ba gửi. 2, 1. Mắm cá đi, đại khái như thế. Sai. Em nghĩ là tương đen ăn phở. Trời. Rồi, bây giờ tới em. Trời, chị, thật sự chị nhìn chị không biết nó là cái gì nữa, kỳ kỳ á. Nhìn thôi còn không biết nữa, nó chỉ hử với liếm. Không ổn rồi, toàn. Thơm lắm, cái này thơm lắm, cái này chảy nước miếng sao đồ. Chảy nước miếng nữa rồi nè. Công nhận với cái gia vị bên của anh đi, nó ngon lắm. Ngửi một cái, ngửi cái chảy nước miếng luôn á. Mà em nghĩ chắc phải nếm quá nãy em. Nếm ha, nếm nha. Em muốn húp một ngụm hay là... Dạ, cho em một miếng rồi chị, húp một ngụm mà nước mắm này chắc chết luôn. Thôi. À, nước mắm chua ngọt. Đúng ta? Đoán đây kỹ. Nước mắm chua ngọt. Và đáp án là sai hay là đúng thì cũng gung chua ngài, gung đi anh. Vậy nói luôn. Nước mình của là nước mắm me. Ủa, nước mắm me hả? Ừ. Gung chua có nghĩa là... Sai. Rồi bây giờ, trời, cái mùi mắm tôm chịu không nổi luôn á. Rồi, bây giờ sẽ là đến lượt chơi của đội Kevin đó. Khánh. Rồi, Duy Ngọc và Annie mình có thể tháo cái bịt mắt ra được rồi. Ủa, hình như nãy giờ chưa đúng cái nào luôn phải không anh? Đúng cái rồi. Đúng cái thế. Ở đây đúng tương cà, đây nè. Đó. Có vậy hả? Ồ, có ớt nè. Ờ, cho em cho em có thể nhìn ngắm cái. Rồi, bây giờ xin mời Duy Ngọc và Annie mình sẽ chọn hai cái dĩa còn lại. Dạ vâng. Em đeo vậy được mọi người. Không. Từ đây tìm thế là nó chật quá cái cổ của tôi nè. Mày dán mé mé. Nó không có mé mé anh mà nó đây là được. Em đeo vào cũng chật hợp luôn. Đây được rồi. Nó bé nếu quá. Mà tập về chật quá thì mình có thể tháo tập về nha Khánh ơi. Trời ơi, cái gì mà chật quá vậy, em không thấy cái gì luôn á trời. Mà xin mời Khánh mình đeo bịt mắt à. Mì, nhìn vui lắm mì. Tao thấy mẹ gì đâu. Mì. Xui. Đâu, cái bịt mắt đâu đây? Cái bịt mắt anh đây ạ. À? Đây, anh lấy cái này. Anh Ngọc qua kia. Anh Ngọc bưng cái dĩa qua anh kia đi. Đấy, chị mua bên này nha. Chị biết sẽ qua đây chút. Rồi, bây giờ ai chơi trước vậy anh? My, chị chơi trước nha. Chị chơi trước nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình nếm gia vị đoán để, gia vị. Không, để em ngửi thử. Cái này dễ. Ê, mà nãy dễ quá. Không. Để em ngửi thử coi em ngửi. Em chơi trước rồi, vậy đó. Bây giờ chị hửi vì cái mùi, cái lỗ mũi nó tùm lum mùi. Toàn cái mùi tôm thôi. Tùm lum tôm luôn chị. Nè, bây giờ mình chuẩn bị vô nè nha. Hai, ba, hít sâu. Trời ơi, bên này còn... Ê, cái mùi kỳ quá, không hiểu, không... Mùi mắm mà. Không, em nghe có mùi mắm tôm nữa. Chết rồi, cái mùi kia nó còn vương động trong mùi. Lại. Ôi trời. Ủa, sao vừa có mùi nước mắm, vừa mùi nước tương ra? Tôi nếm đi, không có biết nếm luôn hả? Chị chỉ thích một muỗng hay một miếng? Một muỗng với miếng. Em cho chị miếng rồi nè. Em bé. Ngon không chị? Tương xí mũi. Trời ơi. Bởi vì em nói cái mùi. À, nè, nè, chả nói sai nè. Đúng rồi ạ. À, tương xí mũi. Thôi vậy tới anh Kevin. Phải nếm được cái mũi giờ thua rồi. Thử trước đi. Thử. À, thử là người ạ. Nếu như mọi người để ý thì lỗ mũi của Khánh bự như cái hồng thủ thiêm vậy đó. Hít một phát là phê liền. Coi chừng kẻo vô lỗ mũi nha. Mùi gì anh? Mắm nêm ăn bò cuốn lá lốt. Đúng không? Đúng rồi. Xin mời Duy Ngọc xác nhận. Đúng rồi. Em không biết đó là cái gì luôn. Ôi trời ơi, thôi chết rồi. Mời em đi hỗ trợ. Mắm nêm, bò lá lốt. Em biết cái đó là loại gì không? Mắm nêm đúng rồi anh. Hay vậy. Mắm nêm, bò lá lốt. Ở bên quận 7 có chỗ ngon lắm. Giờ tới bên mình nè, chị My nè. Ok, lát chị biết nhiều đồ ăn ngon. À, mùi này giống nước tương vậy? Mình đưa ra kết quả cuối cùng là chị. Thôi nếm đi, chốt sale nè. Nếm luôn hả? Trời mẹ quá nếm. Chị không... Ly thích nếm vậy sao? Không, cái mũi em nó kỳ lắm, không nghe được. Mùi nào cũng mắm tôm hết á. Là sao? Là hử cái gì cũng ngâm mắm tôm à? Ừ, cái gì cũng ngâm mắm tôm hết á. Tại vì em hít nhiều quá. Mì này mùi chị. Gì? Đâu rồi? Mặt bên đâu rồi? À, mùi này. Mùi này là mùi muối ớt xanh chấm no đúng không? Hải sản đúng không? No
lấy con tôm ra cho nó chấm ăn liền à. Đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Trời, tôi cười tụi. Sao cười á? Đó, anh cũng không biết sao mọi người cười nữa. Sao cười? Còn như có một anh Kevin cười thôi á. Tiếp tới anh nè, anh nè. Anh biết không? Tay em đang run. Khoan nha, hiện tại vì em đang nghe có mùi cứt mèo. Ok, tiếp. Sao cái mùi này chua chua mùi cất mèo vậy? Ôi chết mẹ, cái mùi gì kỳ vậy ta? Cho thử lại đó. Nếm đi. Chết cha. Nó giống cái mùi quen lắm nhưng mà nó có miếng ớt vô làm lẫn. Nếm đi. Ok, nếm. Tôi xin chọn đáp án nếm. Cái gì vậy? Cái gì lâu vậy? Sao nó kỳ cho ta? Sao? Anh nghe cái bọn không phải, khoan không phải. Mới đầu vô là nó khác nhưng mà cái hậu nó khác. Trời, cái lưỡi em này. Năm. Mới cái hậu là ba. Mắm guốc. Xin mời Duy Ngọc xác nhận ạ. Mắm guốc. Duy Ngọc không biết. Cái đầu là tự nhiên cái tôi nếm xong có nước mắm ở trong má ơi. Cái tự nhiên tôi nuốt vô xong cái trong đây có miếng ớt của mắm guốc. Mắm thơm. Vậy là sai rồi ạ. Rồi. Mắm thơm. Mắm thơm. Rồi và phần game này đã kết thúc với sự chiến thắng thuộc về đội của Kim Khánh Khởi My các bạn. Các bạn đã đoán được đúng ba nguyên liệu. Đúng rồi. Ừ, trăm gửi nữa luôn. Ờ, em được 100 gửi hả? Trời ơi, muốn cho cây cho em ăn rồi. Không có tiền luôn. Cái khúc chị My là em đi đổi răng cho tương xanh này. Nhưng mà chị vẫn đoán đúng. Đầu tiên là về cái tương. Ôi giời ơi, không gì nữa, thấy không? Cuối cùng đúng. Chết cười. 50 có 50 bây giờ. Mình được 50. Ủa, 550. Đi con mua được bộ đồ. Có 50 à. Đọc comment nè. Tém lại nè. Trời ơi, mấy bạn kêu cười dĩa. Chưa. Ủa vậy là tụi em vẫn có thể để này thôi. Em thấy để này cho đặc biệt. Tập đề là gì? Tập về. Cứt mèo. Ừ, tập về. Ê, công nhận chương trình hay nha. Chuẩn bị những cái thứ mà thúi thúi cho mình không à. Món nào cũng thúi hết trơn á. Chắc miếng đi. Thiệt chát nghiêng đi. Bây giờ là công bố thực đơn. Để bàn bạc với nhau qua hai đội mình chọn món nào. Và tới phần chính của chương trình này nè. Ok. Đi xuống ấy đi anh. Okay. Đi cho nó bớt mỡ đi. Đó coi nè, út nút luôn nè. Chị biết nấu ăn không chị? Không. Em là không biết rồi đó. Chị không biết, đây biết nè. Rồi. Anh Ngọc. Anh Khánh sẽ nấu hết cho tất cả mọi người. Cái gì lại đọc nè. Thực đơn ngày hôm nay. Sau những ngày Tết đồ ăn ê hề với nào là thịt kho hột vịt, thịt nấu đông, măng kho, bánh mứt thì thực đơn của cặp đôi cặp đi ngày hôm nay chính là món gỏi thanh đạm, ăn ngon mà không bị ngấy, quen thuộc với tất cả mọi người. Còn gọi là salad. Salad hoặc là gỏi. Hãy tận dụng Vicon để của các bạn để chọn lựa những nguyên liệu tại gian bếp của chương trình để tạo ra những món gỏi ngon lành và chiến thắng trong ngày hôm nay. Chúc các bạn có 10 phút gì? Các bạn có 10 phút để mua nguyên liệu. Được không? Chúc các bạn kiểu chúng ta. 10 phút được trả giá luôn á. Là cái siêu thị ở dưới đó My, là lẽ còn mình đi xuống dưới. Mấy bạn comment là chương trình mùa 2 hay quá kìa. Vỗ tay chàng pháo tay cổ vũ chương trình cho anh em. Rồi bắn tim mỏi tay luôn. Vỗ tay quá trời. Trời ơi, Khánh mập quá nha anh Khánh. Khánh mập quá nha, khen khách mời dễ thương mà khen Khánh mập quá nha. Bây giờ mình nấu món gì? Bây giờ có rất là nhiều món gỏi. Trong chương trình là có gỏi hai món gỏi hay sao nè. Đây. Đây, chúng ta gồm có hai món gỏi. Kể em tự nói gì kể em. Em tự chọn luôn, chúng ta có hai món gỏi là do Khởi My đề ra. Một là gỏi... Chị cho em nào dễ dễ được không? Em hả? Tại em đâu biết nấu ăn đâu. Với cái dấp dáng của em thì chị nghĩ em nên ăn cái con gì đó mà mỏng mỏng thôi. Ăn nó lean tí xíu, đúng rồi. Ăn con bò. Cà sĩ. Không. Ăn con bò. Ăn con bò là chị. Ăn con tôm. À, ok. Em sẽ làm gỏi tôm thịt đi. Yeah. Chị sẽ làm gỏi bò. Chết rồi. Gỏi bò. Đúng, tốt cho những người tập tạ. Đúng rồi, hợp lý.
bây giờ. Quyết định chưa? Dạ ok. Về cái đi để làm bằng chứng. Rồi, bây giờ thì chúng tôi sẽ chuẩn bị xuống siêu thị ở dưới đây để mua những món đồ để làm những món ăn ngon nhất. Vì các bạn đi theo chân tụi tôi được coi tụi chị trả giá sao nha. Đi. Mình giàu lắm anh ơi, mình đi mình mua cái gì cũng được luôn á. Đây. Trời. Có 50. Ấy, quên cầm tiền. Hai đứa kia nó không cầm tiền. Nè la 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 té. Con này nó không té em cười luôn á. Tôm thịt hả? Trời ơi, quay tôm, đi. Tôm nè. Ý, tự nhiên quay mình đâu. Anh ơi. Em ơi. Ờ chị mua tôm mà. Là lúc nào tôm mình mua có phải chuẩn bị cho. Tôm là bán sao rồi chị? Ủa kỳ á. Mua gạo. Tôm đâu chứ tôm đâu? Gỏi mà. Đây tôm nè. Tôm càng xanh ôi không ảnh. Tụi mình sẽ nấu món là gỏi bò. Vậy thì mua gạo. Ê qua đây chút nè. Gạo mầm đi. Gỏi bò con mầm hả? Cũng được. Gạo cái xanh bò cũng được. Xào được sớm. Thôi, gạo gạo này ăn bò đúng là hồi lúc mình về quê. Hay cái này, gạo má nhỏ. Đấy, mua luôn. Mua gạo má nè, hồi chị làm gạo má không? 170.000 này. Có ai mà làm gỏi bò rau má không? Mọi người. Mua cái này thôi. Gỏi bò rau này ngon vậy. Rồi, quốc ai chặt cho em? Còn là gỏi bò rau muống cũng được. Cái gì vậy? Không biết. Cũng... Chị ơi, cái này em có mua một nửa thôi được không? Cái gì củ gì? Mua củ năng chứ. Mua củ năng ăn. Dạ. Em mua luôn. Ê, mua. Hay là coi có nào rẻ hơn không? Mua cái gì trang trí anh. Tại vì phải ba rọi mới ngon. Ê, em dư tiền của em mua bữa được không? Ủa chị? Mua bữa đi. Mình nhiều tiền mà. Bây giờ mình phải suy nghĩ đi. Không được luôn hả chị? Bây giờ ngầu nè. Nửa đủ tuổi em nháo luôn. Thôi vậy thôi. Lấy em cái này kìa. Em mua trứng cút. Ai chị có sắc ra giùm em. Không, mình phải có tỏi mà. Ok, chị lấy cái này. Có 10 phút thôi đó. Tỏi bên này, bên này. Em làm gỏi ấy. Tỏi bên này. Trời ơi, nên là chắc cắt cục. Nấu có một món. Rồi em cảm ơn. Bán bịch không? Bây giờ anh đi theo em đi. Tôm. Chị này cũng cắt là bán lẻ cho em không? Chứ bịch này bự quá. Anh đi theo bên này đi, đi theo bên này nè, qua đi bên này. Tôm hả? Làm gỏi rồi chắc mua cỡ tôm mày quá. Nhỏ tôm. Hơi nhỏ hay là tôm kia? Chị ơi. Em cần một số ít tỏi để em làm có gỏi, thể làm gia vị nào. Nhưng nào là... cái này bự quá, có thể nào bán lẻ cho em được không? Em nghĩ cho cái này. Con lấy cái này. Không ấy, em mua thịt bò bonus em 2 củ tỏi được không? 240 một ký. Mình mua không không. Ờ, con nghĩ là cái 3 lạng. Ơi, siêu thị người ta mà đi xin quá cái kiểu. Không. Chị cho 20 kìa, thấy chưa? Là 72. Em cảm ơn chị, giờ chị cho em 20 đi. Dạ. Xin 4 người. Không, xin 2 cục thôi, xin gì nhiều dữ á. Đó, các bạn thấy chưa? Thôi, con ăn nếu chơi như rồi, mình không có con tiền, mình phải lấy nhan sắc của mình ra để mình dụ dỗ mấy chị. Vậy là hơi nhiều rồi đó. Cho em 2 cục thôi. Là sao? Hơi nhiều quá. Ăn ngon con xuống con lấy tiếp. Dạ. Cho nên hai lạng thôi được không cô? Thử coi giùm con. Ok. Con. Đó, trời ơi. Củ tỏi bét luôn. Trời ơi, cảm ơn chị. Xin 2 cục. Nhưng gì dễ thương quá, được 3 cục. 72. Trời ơi, em cảm ơn chị lắm luôn. 8. Vậy là anh ơi, mình tiết kiệm được tiền mua tỏi rồi. Thay vì tiền mua tỏi, mình sẽ mua mít ăn. Tính nhanh thế, đây. Tỏi. Cái đấy là bao nhiêu lạng hả cô? Mua. Cái bịch tỏi hồi nãy là bao nhiêu tiền ta, anh coi giùm em coi. Cái hộp mít này là 41.000. Nhưng anh đâu có nhiều đâu, chừa tiền lại. Chứ gì đâu có cấm mình mua đâu. Mình nhiều tiền quá mà. Mua. À. Mi thảy vô vỏ nè. À cô gọi giùm con cái đó nha. Ôi đừng có mua tỏi. Bỏ lại đi. À bịch tỏi này là nhiêu tiền? Bỏ lại đi. Bóc vỏ luôn nhỉ? Đúng rồi. Cô bóc luôn hả, lát nữa con luộc. Thấy không? Bịch tỏi là bỏ gạo cho anh đi. 200.000 bỏ gạo vô. Giờ qua lấy bò nha. Bây giờ qua lấy bò đi. Qua lấy bò. Gì qua lấy bò à? Chúng ta sẽ đi lấy bò. Xoài xanh cà rốt bò bắp bò, mua bắp bò mới ngon. Bắp bò bắp bò ngon nhỉ. Bắp bò này hả? Bắp bò này đi. Rồi cái này béo đi. Tại vì theo như kinh nghiệm nấu ăn xoài xanh của chúng tôi thì đây là miếng bắp bò ngon nhất và chúng tôi quyết định là ăn lấy cái vỏ và dĩa gỏi bò có tên là bắp bò. Còn 5 phút nha mọi người. 5 phút. À, 5 phút ba. Lấy cái gì? 2 hay 3 trái nhỉ? 2 trái thôi, nhiều mà. Ok, 2 trái. Anh trang trí kiểu kia rồi đó. Râu rằm. Anh trang trí kiểu gì kệ em, còn em mua sữa đậu đỏ em uống. Anh trang trí kiểu gì kệ em hả? Ok. Ớt sừng. Ớt sừng. Ớt sừng. À, anh chị thừa tiền 50.000 để mua rồi. Chị ơi, chị có giảm chị có trả giá được không? Em này có trả giá được rồi đó. Mình ăn. Cái
cái này có đục lỗ cho mình uống liền được không? Không có đục lỗ được đâu. Dạ. Bán này đâu đục đủ đục. Mình muốn cái cam tỏi băm cái tỏi. Tỏi. Chị ơi, chị có thấy tỏi băm ở đâu không ạ? Không có bán tỏi băm. Em ơi, em phải mua tỏi mà Cưng, em. Cưng sao? Đây nè, em phải mua tỏi đúng không? Thôi em phải mua cái hộp này nè. Không có mà phải mua bịch tỏi. Em ơi. Em đi đi. Dạ. Có lấy cục không? Được chưa? Xong rồi mình xong chưa? Một xíu rồi. Một cục thôi. Ủa sao ít quá vậy? Mình chạc đi. Lấy tỏi cô đơn hay là tỏi Lý chạc Sơn hả? Đây mọi người. Em hiện tại là cái đội của tôi dư nhiều tiền lắm. Đừng mua chuối nha, trên kia thấy dư hai trái chuối lắm, hồi lấy ăn. Để làm cho miệng. Mua mận em ăn. Ủa chưa? Thôi chưa thấy ớt sừng á. Chưa thấy ớt sừng Ngọc ơi. Ớt sừng. Mày, mua nho đi. Lấy cái này đi. Nho hả? Thôi, mua nho lát hồi xong đi, mình xuống mua. Anh nhiều chuyện quá, em mua gì? Mua này nha, mua mận nha. Dạ. Dù không có trong thực đơn nhưng vẫn mua. Không có ớt sừng. Rồi, sữa tính tiền. Không có ớt sừng rồi. Tính tiền nha chú. Rồi tìm mua sữa uống. Dạ. Không có ớt sừng rồi mình lấy cái gì mình trang trí vậy nhỉ? Ngò. Ớt nè. Ngò anh Ngọc ơi. Đó, còn chị chạc hết nhiêu tiền nè. Ngò là... Có đủ tiền không nha? Ngò rí. Ngò đây à? Không đủ lắm nhỉ? Không phải. Chúng ngò tôi đâu nhè? Rất là nhiều đồ mọi người. Ngò nhè. Cái gì vậy? Cái bạc hà mà. Anh có biết đâu. Như đây đủ làm gỏi chúng ta. Thì rau răm không à. Ủa này đi hả? Nổi chỗ kia. Rau răm không hà. Không có thấy ngùa. Đó. Hành này. Món này không có trong thực đơn. Còn nhưng cây. Nó có thể là. Chúng ta còn 2 phút nha các đội. Ngồi với ông có ớt kìa. Vậy sao nhờ? Rồi. Có ớt thường không ta? Chị ơi, ở đây có ớt không nhờ? Hay là ớt. Chua. Ớt đâu à? Bây giờ không biết lấy cái gì mà phải mua ớt nữa chứ. Ê, mà mua nước mắm nữa. Hết ớt rồi. Ôi giời ơi. Thôi lấy tạm ớt này đi. Gỏi ngon là được rồi. Rồi. Còn gì nữa không nhỉ? Hết rồi. Có không? Coi. Mà chứ chứ có ớt. Có là tỏi băm hành phi. Ai ăn cái không mình làm trong nít ăn mà. Nít đâu? Bánh phồng tô. Dạ cảm ơn chị. Giám khảo là một nít không đậu phộng rang. Mới có 3 tuổi không á. Có đậu phộng không? Đưa đây, đâu đậu phộng đâu? Lên. Đâu. Trễ rồi mình bị trễ giờ, không biết có bị trừ điểm. Rồi, đăng. Mà cái đó lát hồi lên là anh phải rã. Nó đi ra đường. Xe đạp tung nó văng vô lề. Bà ma không cho tiền mua thuốc men. Ui. Dạ, ê, còn thịt với anh kia nên qua lấy thịt đi. Thịt với tô. Chị hiểu chưa? Chị hiểu chưa anh Nghiêm? Thịt được chưa? Ô, còn cái này nữa. Được chưa? Anh Ngọc lấy tô với thịt nha. Mới phát tới đây thôi mà mình lên tới chứ. Lên đi. Em lên trước hả? Ờ lên đi. Rồi. Xa rồi. Còn thiếu một vài nguyên liệu. Gia đình. À, gia đình kia đã lên rồi. Gia đình kia đã lên tới đây rồi. Trễ giờ không có biết bị trừ điểm không ta? Cơ bắp vậy. Ôi. À, được quay nãy giờ rồi. Em không mua được ớt luôn á. Vô chưa? Hằng cu chi nơ chi ca trường. Ủa có đang quay tiếp không anh? Có, quay hồi nãy em hát luôn rồi. Người ta có nè. Đi nữa hả? Đúng rồi. Xe đạp tung nơ gian vô lệ. Bà ma không cho tiền mua thuốc mê. Đó comment. Sam Mi nấu ăn kìa. Let's go. Dạ. Sao đổi mua nhiều dữ vậy? Gỏi tôm thịt thôi mà. Sao mà chưa có tôm với thịt luôn. Hả? Tôm với thịt đang lấy gì vậy? Trời ơi. Đó, chàng trai tôm thịt hai lần à. Chàng trai tôm thịt đã về. À, sao mình mua gì nhiều vậy ta? Bây giờ Các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ tự giới thiệu nguyên liệu của đội mình nha. Rồi. Bây giờ đội em mua xong trước, đội em xin được giới thiệu nguyên liệu của đội em trước. Đầu tiên sẽ làm gỏi bắp bò. Gỏi bắp bò thì không thể nào thiếu được bò. Bắp bò. Thứ hai,
Gói bắp bò thì không thể nào thiếu được rau. Đây là rau mầm. Rau cải xanh. Rau cải xanh baby. Rau cải xanh baby. Và thứ ba đó chính là hành tây. Đó. Gói phải có hành tây. Và tiếp theo là chắc là mọi người thấy tỏi này đặc biệt lắm, tại vì mới xin được, tại vì mua hộp bịch. Trời ơi, em tốn tiền có đùng nè mọi người ơi. Em phải dùng nhan sắc. Sao không xin? Em xin là chỉ cho 5 củ luôn. Đây, xin được 3 củ tỏi vừa đủ đỡ tốn tiền. Tỏi nè, sợ chưa? Và cái tiền mấy chục ngàn mua tỏi tôi dành để tôi mua sữa đậu đỏ. Trời ơi, em biết mình mua chắc miệng mình ăn rồi. Anh đã bảo rồi, mua đi. Cho em một hũ. Ôi, cho em mà. Thay vì mình ăn theo kiểu nước mắm Việt Nam thì hai đứa mình thích salad hơn, cho nên hai đứa mình mua salad dầu giấm. Đó. Dạ, còn món này không có liên quan nhưng mà mít ngon. Em mít sấy mà chị. Dạ, mận cũng ngon nên em mua. Đó, đội mình mua nhiều. Ủa, hồi nãy em nhớ chị mua nho mà không có nho hả? Em tính lát lên xin nó. Thôi, toàn mua đồ về ăn. Biết bị xin nó không mua. Ủa, dư tiền mà. Ngọc giới thiệu đi. Biết bị xin Ngọc nấu chín nên Ngọc giới thiệu. Bên em thì em nghĩ là chỗ này sẽ đủ xin căn nhà đấy. Wow, nhiều quá, nhiều quá. Đầu tiên là món món mình là gì? Gỏi bắp à? Gỏi bò. Gỏi xoài. À, gỏi xoài. Đầu tiên là sẽ có thịt. À, gỏi xoài đầu tiên là có thịt. Hay. Gỏi xoài có thịt đúng không? Đúng rồi. Đấy là phải có thịt. Thịt đây là thịt heo mọi người nhá. Thịt heo mắc. Nhiều mỡ, nhiều mỡ. Ngon lắm. Tiếp theo là chúng ta sẽ có tôm. Tôm à, gỏi xoài tôm thịt. Ngon đó. Tôm ạ, ngon ạ. Em phải mất 10 phút ở dưới đấy em đợi. Đậu phộng. Đậu phộng. Đúng rồi, đậu phộng. Phải có đậu phộng. Ngon đó. Tí nữa cho bé anh đi ra ngồi xảy đậu phộng đây nè. Cái gì vậy? Đó. Thần pháp các từ chưa? Món này khó giả men. Kỹ năng xào đậu phộng. Cái này là cái gì đây? Rau răm gì ơi? Em có chanh. Rau răm. À chanh. Em tìm rau răm thấy luôn. Em có... Tỏi. Cái này là đủ chấm. Tỏi Lý Sơn. Tỏi Lý Sơn. Dạ. Em có nước mắm Thanh Hà. Nước mắm pha sẵn luôn. Nước mắm pha sẵn, pha tỏi ớt. Rất là trời ơi, xuất sắc luôn vậy trời. Em thấy không có ớt. Đúng rồi ạ. Cho nên là tiếp theo em có 4 củ cà rốt. 4 củ cà rốt. Ở đây có mà em. Và các bạn, chúng tôi vẫn chưa thấy xoài. Khoan nè mấy bạn, đây có cà rốt mua chi vậy? Ủa bên này có cà rốt rồi à? Ừ. Ở đây có ngò luôn nè. Ừ, ở có. Em có gừng. Ở đây có ớt chuông luôn nè. Kỹ ghê, có gừng luôn. Thằng bé này. À. Sao vậy? Nhưng mà chắc chắn quả này ở đây không có luôn. 2 quả xoài. Đây nè em. Đây có rồi xoài nè. Ủa em ơi, rồi, nãy giờ nếu anh mà là em là anh mua 4 lốc sữa anh uống luôn rồi đó. Thiệt á chị là thiệt á, chị mua sữa chị uống rồi. Thiệt mấy đứa kỳ ghê vậy đó. Xin chúc mừng cả hai đội đã mua xong phần nguyên liệu. Và bây giờ chúng tôi sẽ công bố số tiền còn lại của mỗi đội. Đầu tiên là đội của My ạ. Em dạ. Bị âm tiền. Trời em còn tới 340 ngàn lận á. Hay quá. Đi chợ mà xin không nè. Không biết nhục còn vỗ tay nữa. Em ơi chăm. Ê Ngọc ơi. Cái gì? Trời ơi. Âm 64 ngàn. Bạn có 500 ngàn nhưng bạn mua tới 564 ngàn. Em nghi lắm. Còn 64 ngàn xuống dưới nói chuyện với chị. Cho nên bạn phải trả lại chương một trình số không lo. Thì trả lại này. Cái nào khó mình trả lại. Trả lại này. Trả lại xong. Quả xoài mình trả lại một quả xoài. Cà rốt. Với lại em biết, với lại mọi người biết sao không? Cái này nè. Đúng là rồi. Em chỉ muốn mua một ít thôi nhưng mà không thể nào mà mua một ít được. Em bắt xin phải mua. Em phải xin chị 2 cục thôi tại vì chị nghĩ là phải có heo là được, 2 cục heo thôi xong. Làm chỉ gọi không lẽ có 2 miếng được không? Cái này là em còn thấy thịt ngò đó. Trời đất ơi. Đậu hả? Cái này không bóc được rồi. Nha. Ừ, đậu sẽ. Đây 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 đây. Em trả trái này 12 ngàn là vẫn còn nợ 50. Anh chị ơi, anh chị mua ở em nhá. Không, không mua, mua làm gì? Mua em đi. Mua làm gì? Mua mang về nhà, nè, bây giờ anh chị ta làm gỏi bò mua ớt chuông. Anh Ngọc học chị My đi, trả này lại đi xuống xin. Cái gì? Trả bây giờ cô không cho đâu, đã mua rồi, ta không cho trả rồi, lại đâu. Rồi bây giờ xin mời đội của Duy Ngọc xác nhận lại là cuối cùng các bạn trả lại những món nào ạ? Trả trái này, một trái này. Hai trái xoài bao nhiêu tiền, trả một trái, hai trái. À, trả tỏi đi anh, mình có nước mắm này có tỏi rồi. Đúng rồi. Hai đứa này nó không biết tính toán gì hết. Trả luôn. Hợp lý, đủ rồi đó, đủ rồi đó.
Còn xoài sao vậy? Được chưa? Ừ đó, đủ rồi. Một trái xoài là đủ mà. Đây sao 4.000? Anh ơi, anh tính cho em 64.000 đi. 64.000 đúng rồi. Ủa? Rồi, bây giờ chúng vì là số đầu tiên và các bạn không có kinh nghiệm đi mua đồ, cho nên chúng tôi sẽ ưu ái cộng thêm cho các chấp nhận cái phần các bạn trả lại. Và chúng tôi cộng thêm cho các bạn 50.000. Yeah. 50 yeah. Con. Rồi. Hay quá vậy ta. Hay biết, quá biết chương vậy? Trình thật là có lòng nhân hậu. Trời. Không, thiệt có tấm lòng cái gì đó. Thoát hồn nghèo. Từ bi. Ý xã. Vậy mai mốt. Đúng rồi đó em. Vậy mai mốt nhớ đừng trừ tiền em nha. Vũ khí Super Tool hả? Bên đây làm gì còn tiền mà mua nữa? Super Tool. Hả? Được cộng 50 đồng rồi hả? Đồ của Duy Ngọc bây giờ các bạn sẽ được cộng thêm 50 nghìn để các bạn mua Super Tool. Trời ơi, cảm ơn chương trình. Mình còn mấy trăm lận. Mình còn 340. Cái 340. Nó mới ở luôn á. Cảm ơn. 340. Chương trình nghe. 340 vậy mình mua cái nha. Mua cái xịn xịn đi mi. Mua cái xịn xịn. Mua cái xịn xịn đi em. Cái xịn xịn được không anh? Quất luôn, cái đó mắc tiền nhất rồi đó. Thật sự chúng tôi, những cái Super Tool của chúng tôi là những cái giúp cho các bạn hoặc là có lợi thế dành cho đội mình, hoặc là các bạn sẽ dùng nó như là một cái sự trừng phạt dành cho đội đối thủ. Và cái giá tiền ở đó là giá tiền random, chúng tôi sẽ không biết được, các bạn sẽ không biết được là maybe có thể là giá tiền Super Tool thấp nhưng mà cái chất lượng của nó rất là cao. Ôi trời ơi, vậy lại là gài đó, lấy 50-30 thôi em. Đúng. Để dành tiền cho luôn. Anh chị phải lấy 200.000 kìa. Ê, tiền tụi em có được cộng dồn cái tuần sau không? Mua mắc tiền. Mua hết luôn chị. Thôi đừng có xài hết đi. Có nhiều mua cỡ gì tuần sau đâu cộng cho mình đâu. Đúng rồi. Em sống xây không sống đâu có. Em được mua bằng em được mua mấy chiếc Super Tool tùy ý đúng không? Một cái. Có cái nào 20 không mọi người? Mình còn 340, mình mua được thêm một cái 100 nữa. 340 là 200 rồi đó, là thêm 100. 300. Rồi. Còn 40 chị mua luôn cái 30 thì còn đâu được mua. Rồi xin mời đội của Duy Ngọc các bạn sẽ lựa ạ. Chết rồi. Em có lựa chọn gì đâu. Mua một cái 50 thôi mà anh Ngọc cho anh Ngọc chọn. Thôi, em chọn đi. Em chọn đi. Anh tin em. Anh tin em. Từ từ đừng có đọc chứ. Cái này là 30. Cái này 50 cái gì vậy? Ủa không có cái nào 20 hả mọi người? Để em mua được hai cái. Chương trình chỉ có 30 thôi, mua cái 50 nha. Cho em thêm 10.000 để em mua hai cái 30.000 được không? Trời ơi. Đúng rồi. Mua cái 50 đi em cho thôi, thêm 10.000 đi mà. Bên đây anh còn dư 40 nè, xin bên đây người ta cho 10 đồng đúng không? Anh chị ơi. Em mua cái này. Rồi em mua 50 rồi cả. Anh chị ơi cho em xin 10.000 em mua hai. Rồi em làm khó đi chứ ba vụ này. Vậy thì để chị suy nghĩ coi. Không cho thêm 10 đồng nữa là hai cái 30. Đúng rồi, cho em xin rồi, cho thêm 10 đồng nữa. Rồi cho thêm 10 đồng ở đó. Cho 10 đồng thì một miếng khi đói và một gói khi ăn. Hả? Cho bọn em 10.000. Trời ơi. Chuông báo đi tập tạ chứ gì đâu. Em lấy hai cái này. Ok. Bây giờ mỗi đội đã có cho mình những cái Super Tool rồi. Bây giờ các bạn sẽ phải nhìn kỹ những cái năng lực mà các bạn đã có và các bạn được quyền tùy ý sử dụng trong chương trình. Thường thường người ta nói là ở hiền sẽ gặp lành. Hy vọng rằng mình sẽ gặp lành. Sao bọn em bên mình buồn ở hiền không gặp lành. Tại mình ngu. Tôi tuyên bố tôi ở rất ác nha. Đây. Tôi là ác nhất trong 4 người ở đây, tôi ác nhất. Đọc lên luôn hả? Nè, cái hay cái này là tùy các bạn nha, các bạn có thể sử dụng ngay lập tức hoặc là các bạn chờ đến một thời điểm nào đó thích. Tôi muốn làm đúng theo cái vai trò của mình đó là ác độc, tôi muốn dùng ngay lập tức hai cái này luôn. Chết rồi. Bây giờ anh đọc đi, đọc nè, bây giờ em sẽ đọc cái đầu tiên. Cái đầu tiên. Trừng phạt lưỡng long nhất thể. Nghe nè. Kẻ trừng phạt dành cho đội đối thủ, hai thành viên sẽ kết hợp làm một đôi tay của một người, sẽ làm thay đôi tay của người kia, có nghĩa là hai đứa. Bây giờ sẽ vậy nè. Một đứa cầm một đứa sắt hả? Ôi trời ơi. Theo hướng dẫn bằng miệng của người còn lại, hiệu quả sử dụng bất kỳ lúc nào cũng được. Ok, tí nữa lại là lát nữa làm đồ ăn không có xài đó không chị? Đó. Chết. Thứ hai, trừng phạt có tên kẻ cấp nguyên liệu. Rồi xong lấy luôn 50. Ai chị lấy thật đi chị. Cái này là của chương trình rồi nha. My lấy trái xoài còn lại em. Lấy đi 50 lượng nguyên liệu chính của đối thủ. Hiệu quả tức thời. 50% thôi. 50% là lấy được. Là cho anh em lấy cái dao em cắt giùm anh nửa trái xoài. Em đưa anh cái hộp thôi được không? Em đưa cái hộp được không mọi người? Cho xin nửa trái xoài liền, nhanh liền. Rồi, thằng bé này. Vâng. Tôi muốn tin tất cả mọi thứ phân nửa. Đây. Chai nước mắm này sao chia nửa hay trời? Đổ ra phân nửa nước mắm cho tôi. Tôi muốn thử nước mắm này. Đúng, nước mắm này nhìn có vẻ ngon đó. Chết rồi, đây. Phân nửa này đúng không?
rồi phân nửa. Trời ơi, con đàn ông lửa sồi nè má. Nè, lát ngồi ăn cho được nha. Đây nè, trái sồi nè quý vị. Đàn ông đi chợ nè quý vị. Quý vị thấy không quý vị? Đây. Anh... Ủa gì lấy nước mắm luôn. 50% nước mắm chấm với xoài ăn liền không anh đâu được. Ok, để lấy cái tô. Cái này phải có mắm đường. Chị lấy đường chị chế vô. Ờ đúng rồi. À, 50% công lực nè. Rồi, bây giờ chúng ta sau khi các bạn sử dụng Super Tool xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào giai đoạn là các bạn nấu món ăn của đội mình. Các bạn sẽ có tổng cộng là 15 này, phút. 15 phút. Đúng rồi. Nhà họ đã giàu rồi, họ lấy đồ. Rồi, ủa con cái thẻ của em, sao em đọc lên đi. Thẻ của em hả? Đâu? Đọc đi, hoa thơm quả đẹp. Hoa thơm đâu? Quả đẹp. À... hoa thơm quả đẹp. Được nhận thêm hoa quả trang trí món ăn của mình. Em cũng lấy một cái xoài này không? Anh cho em nè. À đâu, mình lấy cái xoài khác anh ơi. À, lấy cái xoài em khác. Lấy cái này để xoài chín rồi nè. Hay, uống vào đi. Thả xoài chín chứ trái này xong mà ăn. Trái này ăn được làm gỏi mà. Cả hai cái đều là hoa thơm quả đẹp luôn. Đây nè, cơ hội dành cho đội mình được nhận thêm hoa quả trong món mới. Vừa còn cái đi. Này là được nhận thêm hoa quả. Ủa kỳ vậy. Vừa à, em xin cái này được không? Được. Em ấy lấy nhiều bát được nhất á. Cái cơ mà. Thì có một cái này được. Một cái thôi đấy. Rồi mình đấy. Mình được hai thẻ là được hai trái. Trời ơi, tự nhiên xin nước mắm vô có xoài ăn gì trời. Ủa, sao vậy chị? Thằng bé nó xin hai thẻ là nó được hai món đó. Ủa vậy hả? Là lấy lại trái xoài hả? Đúng rồi. Ồ. Rồi cho trái xoài đó. Rồi xin mời hai đội chúng ta sẽ nấu ăn ạ. Ôi nấu cho em. Nấu quá. Ừ. Rồi chết rồi, em lỡ cắt cái này. Luôn là đội của anh em và Duyên thì... các bạn sẽ bị lưỡng long nhất thể ạ. Lưỡng long nhất thể cột lại nha. Hiện tại số tim và số lượt virus là đẹp. Tim là 9 triệu rưỡi tim và lượt xem là 9.500 luôn. Rất là đẹp luôn. Bếp trưởng nha. Bên em thì em làm bếp trưởng nha mọi người. Sao lại không có nước thế này? Nước đây. Mình san sẻ cái bếp này đi em. Ủa sao cái rau này nó ít dữ vậy anh đi? Không, anh lấy ít á. Ủa sao nó ít vậy? Trời ơi, chứ lấy nhiều làm gì? Trước khi chúng ta luộc có chất luộc cửa thôi. Trước khi chúng ta luộc thì chúng ta phải uống sôi để cho corona chết. Hỏi chị từng đội nấu mình chưa có được nấu. Xin có một cái lưu ý dành cho đội của Duy Ngọc với Annie á, là các bạn bị trừng phạt là lưỡng long nhất thể, có nghĩa là hoặc là Annie sẽ là người đứng phía sau và ra hiệu lệnh cho Duy Ngọc dùng đôi tay của mình đó. Là một người làm thôi hả anh? Một người thôi, một người điều khiển. Bây giờ ai làm? Ôi cái này khó gọt quá. Khó phết nhỉ. Tự nhiên cắt cái này ra. Tức là bây giờ em cầm cái đấy xong rồi anh cầm cái này đúng không? Ủa phải không anh? Là em phải không dùng tay. À đây. Đúng rồi. À vậy thôi anh Ngọc đứng đi. Ừ đúng rồi, anh không biết làm mà. Đấy, xong rồi, em làm cái này xong em làm. Đâu có. Cái người đứng là cái người đằng sau làm. Em có nghe ai muốn bốn tay không? Hai tay thôi. Đúng rồi. Đó. Làm đi. Tay em không có dài nữa này. Gọn lên chưa? Gọn sao? Trời ơi, trời ơi. Em làm cho được nha. Trời ơi, nó gọn. Cẩn thận đi. Trời đất ơi. Lệch một ba chết này. Gọn cẩn thận, lệch một phân là đứt gì toàn luôn đấy. Trời ơi. Trời cao lên. Em... ở cái đây kinh tế. Nguy không hiểm. Được. Đấy. Trời đội của anh thế. Với Duy Ngọc ơi, bây giờ nếu mà khó quá thì các bạn có muốn xin xỏ đội của Khởi My miễn cho cái hình phạt này không? Mình nghĩ là miễn đi. Anh Ngọc đi đàm phán đi. Đúng rồi. Anh Ngọc xin chị My. Mình nghĩ là miễn chị... tại vì nữ. Ơi. Thí dụ bên em đàn ông mà làm thì mình còn chơi được. Vậy thì chị sẽ phạt em một cái. Dạ. Em sẽ cắn một miếng ớt. Được không? Ớt được không? Ủa, em không có thấy ớt á. Chị có ớt. Ủa gì? Ủa đâu ạ? Ớt gì vậy? Đồng ý không? Đồng ý là mình lấy cái ớt lên liền. Khó thế. Còn không bây giờ em qua em nụng nịu làm sao mà anh cũng cho là được. Ngọc vô em. Ôi cho chứ. Hết rồi. Ba đàn ông mình đừng có vậy. Anh cho mà, được. Ok. Trời ơi. Anh chị là đáng cảm yêu. Cảm ơn anh Khải. Hoa. Nhưng mà chị không cho làm với chị đi. Ê, đã đồng ý xong hết rồi. Thiệt lực. Ai cho anh làm đội người ta đang làm mà. Ủa là chưa được làm hả? Ủa làm luôn hả? Thôi anh chị bỏ chị... qua cho em xong rồi tí món của bọn em sẽ mời anh chị ăn. Ok. Quan trọng anh chị có dám ăn không?
Tôi là bếp trưởng nha mọi người. Ở đây tôi là bếp trưởng thì theo công thức mà tôi nghiên cứu được trên điện thoại thì Ngọc ơi, phải bào quá thằng. Để tôi đọc coi. Bào. Gỏi bò thôi nhiều quá. Cái kia đi. Bếp trưởng thì thường là họ không có làm nhiều đâu, họ chỉ có chỉ dẫn nhân viên làm thôi. Không biết làm. Em ăn bào giỏi này mà em. Em học viên này sao lại lấy dao nhựa mà đi sắt thịt bò? Trời. Ủa. Sao khổ vậy cái dao này nè. Đó. Em phải sắt lát mỏng thôi, tay để lên nè, tay phải móc cái ngón vô. Cọc kém mà. Sao cái này ra này? Cắt miếng mỏng thôi, lát mỏng thôi, đúng rồi. Khi cắt chúng ta nhớ là không được nghiến răng nha mọi chị, người. Chị có cần dao to không? À không, em không có chặt thịt nha. Đúng rồi, thái lát mỏng thôi. Lấy này cho. Mặt phải vui vẻ lên, người ta đang làm món ăn là phải vui vẻ thì người ăn mới vui được. Khi cắt nhớ không nghiến răng, làm mất thẩm mỹ bàn tiệc. Nếu nhăn liên quan gì, nói chuyện mới mất thẩm mỹ. Nghiến răng làm cho người khác cảm thấy món ăn không có ngon, hiểu chưa? Chị ơi, em xin thêm cái nữa rồi, tí cho em ăn món mình chị với. Tại nghe nói anh Kevin nấu ăn ngon. Đúng, anh Kevin nấu ăn rất ngon. Wow. Anh Ngọc nghe chưa? Thì anh nấu ăn. Có nghe bài lời như lời đồn chưa? Ngọc, đừng nên nấu ăn ngon em, khổ lắm. Đúng. Thật. Con gái mày nấu đúng không chị? Không luôn nha em. Rồi ai nấu? Hưng vui. Các bạn thấy không, đầu bếp này tôi tuyển từ bên Malaysia về. Đấy. À, đọc comment. Khét luôn rồi kìa, ít nước thế. Vui vẻ, hổng quạo. Trời ơi, gần 10 triệu tim rồi, ráng lên mấy bạn ơi. Trời ơi, em bào mà đứt luôn cái, rách luôn cái bao tai luôn. Bếp trưởng nói nhiều quá hả? Ok, sẽ cố gắng nói nhiều hơn. Nửa nước cho em đi nhá. Anh em thấy có giật lát gì không? Giật lát thì bấm F5 nhá. Giật lát thì bấm F5 nhá. Nếu mà ai mà hay coi anh Dũng Dũng CT trực tiếp game là sẽ biết cái câu đó. Anh em có giật lát gì không? Fan Dũng CT đó quý vị. Dạo này ở nhà coi live stream game ma không à? Anh Dũng à. Đêm xong rồi đêm mà coi hết. Nếu như anh Dũng có xem được cái chương trình cặp đôi cặp đi này thì em hy vọng có một bạn sẽ mời được anh Dũng như chương trình này để tham gia. Đúng rồi. Tham gia đi anh. Nuôi mẹ, nuôi vợ nữa. Anh Dũng là một streamer rất là nổi tiếng. À, hy vọng anh Dũng sẽ mời được anh Dũng tham gia một lần. Ok. Xong chưa? Đó, cái cục này mình bỏ đi, cái cục này là bỏ. Thôi được anh, đừng tiết kiệm quá. Thôi. Rồi mình dùng cái cục này đi. Trời ơi, em bào nó bay hết ra ngoài luôn. Bây giờ tới lượt mi nè, mi rửa gao nè. À, mình sẽ rửa gao nha mọi người. Đối với cải baby thì chúng ta nên rửa từng lá để sạch nha mọi người. Đây là kinh nghiệm mình nấu ăn mình kiếm năm. Dĩa. Đúng dĩa rồi. Này nè. À, mình rửa từng lá để nó sạch nha mọi người. Chiêu. Mình lo làm. Mọi người biết tại sao nó tên là cải baby không? Là tại vì nó nhỏ như baby nên kêu là cải baby. Không. Làm kêu. Chả biết nói gì. Này sao anh? Gì? Thấy anh xếp lên đây hả? Phụ bếp chuẩn. Em phải hốt này dục xong em bỏ vào tay luôn. Hả? Thế anh phụ bếp chuẩn không? Không. Có tiềm năng không? Hả em? Em là bếp trưởng lưỡi luôn. Em phải cứng rắn như chị vậy nè, hiểu không? Bếp trưởng là phải cho cái bao tay mới em. Vô. Anh làm sao cải baby nè. Cái, ở nhà thì Khánh nấu được nhiều món lắm nha mọi người. Được quá nha. Đặc biệt kho thịt rất ngon. Nhưng kể từ khi tập gym thì không bao giờ còn thấy kho thịt nữa. Sao vậy chị? Thịt heo em mập. Không bao giờ còn ăn thịt kho nữa. Đúng rồi. Cảnh ăn thịt heo mà nó còn nọng như vậy rồi, còn ăn thêm thịt heo nữa thì nó tới đâu? Tôi sẽ bật mí cho các bạn lý do tại sao Khánh mập như vậy là tại đêm nào cũng ăn khoai lang hết. Bào luôn cái này nè. Mấy bạn có biết là một đêm bắn đại bác 5-6 lần mà nó thúi vô trong giấc mơ luôn. Nằm mơ mà thấy thúi luôn á. Giật mình tỉnh dậy luôn á. Ôi giấc mơ em đêm. Không hiểu tại sao mà tối nào cũng ăn khoai lang. Một lần cân. Là không phải ăn một củ đâu, ăn một củ rưỡi, hai củ. Ờ, một ngày ăn chắc được 1 ký. Giảm cân hả anh? Thôi, thích ăn khoai lang. À. Ồ. Kinh lắm em à. Giống kinh như là món khoái khẩu của mọi người là sushi thì của anh là khoai lang.
Em thích ăn thịt mỡ anh ạ. Wow. Thịt mỡ hả? Vâng. Ngon quá ha, khoe. Thịt mỡ ngon lắm. Ngon mà, thịt heo ngon mà. Em cứ nghĩ là cuộc sống này vậy là ăn được có ý nghĩa là nhờ có thịt mỡ đấy. Trời, nó lên mầm vậy là ăn luôn hả? Duy Ngọc nó nghĩ cuộc sống này có ý nghĩa là nhờ thịt mỡ. Vậy là em thích các cô gái đẩy đà đó đúng không? Không, đấy ý em bảo là đồ ăn thôi chứ còn... Đồ ăn thì cũng như vợ thôi. Đâu mà. Mấy cô mà ốm ốm vậy nè, không có cho em ăn thịt mỡ đâu. Phải như anh Nghiêm vậy nè mới cho em ăn thịt mỡ. Phải mập mập. Mỡ trang bờ đê vậy đó mới cho em ăn thịt mỡ. Anh Nghiêm ơi. Thấy anh cười chắc anh có vẻ thích ấy. Anh Nghiêm ngày xưa là 75kg, sau khi tập gym lên 85kg. Em ơi, em không làm được với chị. Em cứ làm đi, em đi đâu có sao. Thôi bây giờ em quyết định em không làm nữa. Em không làm nữa thì em thả gấu đi. Thả gấu rồi cho nó nấu đi. Từ lúc chị nói thì chết, anh nhìn em tập chùi em ngại ghê. Không, gu anh Nghiêm lạ lắm em. Trời ơi, tỏi nó lên. Ôi trời ơi. Đủ rồi. Ủa anh Ngọc vẫn chưa luộc cái hả? Đây này, anh đang nghĩ. Xin lưu ý là các bạn còn lại gần 10 phút nha. Ôi tôi chết. Cái bò này phải luộc lên chứ đúng không? Gì? Cái bò này luộc hay sao? Tỏi. Tỏi làm gì? Cứ cho tỏi đi. Nè. Mắm đâu? Ý là gỡ. Băm, gỡ ra hả? Rồi, gỡ được rồi đó. Nè, đây nè. Đây em làm cho. Một quả. Đó thì anh kêu làm. Tỏi mà gỡ ra là phải vậy nha mọi người. Bay hết ra ngoài. Giỡn hả mày? Để nước sôi rồi. Biết làm nha mày. Đó. Thời đúng buổi rồi. Mình cũng đừng quên nói chuyện, mình đang quay. À! Mấy bạn kêu chê bếp trưởng nói chuyện nhiều quá, bếp trưởng im cái là cuộc sống tĩnh lặng liền thấy không? Mi đẻ ra là phải nói. Cái miệng ra trước hay sao vậy? Không, cái miệng ra trước là giờ thành quái thú mẹ rồi. Ủa Ngọc, ở nhà em là con mấy trong nhà? Em là Út ạ. Út, à, con trai Út. Cho nên là nói thật với mọi người là em chưa bao giờ vào bếp luôn ấy. Chưa bao giờ vào bếp, vậy là nhờ chương trình hôm nay em phải trả cát xê thêm cho anh Trường nha. Các bạn gái ơi, hôm nay Ngọc coi như là lần đầu tiên bếp. Em đi chợ này. 10 triệu tim rồi. Hiện tại bây giờ là 10 triệu tim rồi nha mọi người. 10 triệu nha mọi người. Ai thích thì vô, không thích cũng vô. Bắn nữa đi mọi người ơi. Bắn đi mọi người ơi. Đúng cũng gung chuông, sai cũng gung chuông. Rỉa từng cọng rau is real. Đúng rồi các bạn. Cải là mình phải rỉa từng lá một nha mọi người. Trời ơi cái tem này coi làm. Tỏi bà văng lên thịt bò rồi, ai dám ăn miễu luôn á. Khánh làm gì vậy? Khánh làm gì vậy? Hả? Khánh làm gì vậy? Ừ, sao anh Ngọc ơi? Trời ơi. What the hell? Ê, nhìn bên kia đúng đẹp. Cái này phải chừa ra hả? Đúng rồi. Vô. Lấy một cái chén nữa. Chắc ngày hôm nay má Năm sẽ cảm động lắm. Vì thế má Năm con gái, con gái má Năm vô bếp làm đồ ăn cho má Năm. Dạo này má Năm về quê rồi mọi người, tránh dịch corona và siêng tập thể dục lắm. Được rồi, cái đấy được rồi. Hai đứa làm tới đâu rồi? Dạ em cũng dạ, chưa tới đâu ạ. Ủa sao không giờ không bỏ nó vô luộc luôn? Giờ em bỏ nè. Rồi mới bỏ. Chị ơi, theo chị là em sẽ bỏ một nửa đấy, đúng không? Theo chị là em nên bỏ một nửa. Còn một nửa để chị lại mình mang về liên hoan. Liên hoan. Vâng. Rồi, một nửa thôi. Tôi cũng thế ạ. Ừ. Em đang hỏi một đứa không biết nấu ăn đó. Sao chị không nói sớm? Thì mình Mở cái. Anh cứu em. Anh em tốt thở luôn. Hả? Anh Ngọc ơi. Luôn nhỉ? Đúng rồi. Em đi hỏi đối thủ. Em đang hay quá, thằng bé này thông minh nhỉ. Em ơi. Tôm sao? Tôm luôn. Trong khi đồng đội nấu thì mình sẽ đứng ở ngoài thưởng thức. Chuối rất tốt cho những người tập tạ và cơ bắp. Ủa sao mọi người cười vậy? Ăn chuối lịch sự là sẽ ăn như vậy. Giới thiệu chỉ ăn chuối. Vắng. Ăn nuốt. Nhai. Nuốt. Nuốt.
cắn. Úi xồi. Nhai. Nốt. Nhai tiếp, hơi bự. Nốt. Nhìn mấy miếng mỡ ngon thật. Mỗi ngày một cái nước cái này là của anh. Có tinh hồng, hảo khoái, cơ thể dễ vui. Hình như em có cảm giác cái bếp bên mình không có cháy anh ơi. Anh ấy cho em mở cái này xí nhá. Phú không? Dạ thôi. Ừ. 14 hả? Em đề nghị anh Trường nên mua thêm nhiều mồi nhậu hơn trên bàn nhậu. Để trong khi nấu ăn, những người không nấu còn cái có để trong nhát chứ. Giới thiệu. Chứ bây giờ cái này không biết cắt. Giới thiệu với mọi người. Sao để trang trí đây. Trời ơi, nó không nóng nào. Cắt cái gì kia chứ. Trên. Xong cắt dọc. Cắt dọc á. Giới thiệu. Cái là cái gì của Nhật đó. Đây là bí ngòi Nhật Bản. Được trồng ở Việt Nam. Đây dầu ăn. Các bạn sinh viên rất thích. Ủa liên quan gì? Ăn. Liên quan gì mà dầu ăn rất nấu ăn thiết kiệm. Nấu ăn. Rồi mấy bạn sinh viên ở ký túc xá là đúng rồi. Mấy bạn sinh viên rất thích. Chị cười kìa. Mày quá. Còn đây lý do tại sao mình mua cái này để dành cho hai chị em mình mít sấy mọi người ạ. Vậy cho em xin cái đó đi, chuối em không ăn chứ mít thì em ăn. Ok. Mít là một loại trái cây rất là tốt, nhưng không nên ăn nhiều quá sẽ bị bón và kiết. Ăn tại quá nóng. Mình ăn vừa đủ thôi nha mọi người. Cái gì cũng vậy, vừa đủ là ngon. Thơm quá nè. Hơi cứng. Sao mà con da mình nó to quá. Trời ơi, cứng quá. Để coi coi. Hàm lượng calo là 480. Ở nhà toàn mẹ làm cho ăn thôi. Bên này bếp nó không cháy hay sao kìa. Tại vì nó không cháy. Cháy là như cháy vậy mà cháy. Bắt đầu. Bây giờ mới bắt đầu. Hiện tại chúng ta có 10 triệu tiêu và 11.000 lượt xem nha. Đúng rồi các bạn. Lưu ý với hai đội là chúng ta còn khoảng 6 phút nữa nha. Chết. Được nha. Để gỡ cái này ra nè. Cái này là Ngọc dặn này giùm em. Ơi, em nghĩ là phải bỏ vô tô bóp cho nó thấm rồi mới bỏ lên dĩa chứ. Làm gì? Không, được rồi, từ từ. Chín rồi bạn. Đổ. Chín rồi không? Chan. Chan. Đây, tôi sẽ biểu diễn một bài hát mà tôi từng nghe anh Dũng CT hát. Bài hát có tên là Vuông Méo Tròn. Sao hát xong bên mẹ này rồi? Có cái này nè. Vuông méo vuông tròn. Tròn vuông méo méo vuông vuông tròn, vuông tròn vuông méo vuông vuông tròn. Vuông méo vuông vuông tròn, vuông méo vuông. Méo vuông tròn vuông vuông méo vuông. Vuông méo vuông tròn. Ở đây nhá. Tròn vuông vuông méo. Méo vuông vuông tròn tròn vuông. Tròn vuông méo tròn. Vuông tròn vuông méo tròn. Vuông tròn vuông tròn vuông. Vuông tròn vuông tròn vuông. Ôi chết. Nãy giờ quên làm đậu phộng. Đây là bài hát có thể là vuông méo tròn nha mọi người. Bốc. Nếu bốc mọi người muốn nghe phiên bản gốc, hãy search Dũng CT xem. Cái món bên này mà lát mà ai dám ăn à? Các em. Ui. Cảm ơn anh Nghiêm. Nghiêm mới cho gì anh Nghiêm? Đậu phộng kia. Wow. À, đúng rồi. Chờ chút. Em có cái này ngon lắm. Đồ bánh tráng em đâu rồi? Ồ, hồi nãy giờ em cũng tính hỏi chị á. Ờ, bánh tráng đổi bịch được mà. Nguyên cái bịch đẹp lắm luôn. Ôi, chết rồi. Tắt cái này, tắt hết lại. Đây. Vậy ăn lấy cái bếp ra thôi. Đây. Đây sẽ là một chương trình văn nghệ nho nhỏ trong buổi nấu ăn ngày hôm nay. Ủa, có gì hả chị? Vuông méo vuông vuông tròn. Bánh tráng đến từ một bạn fan của tôi bán. Ngon quá. Các bạn biết hôm nay tôi rất là rảnh rỗi trong chương trình nấu ăn. Nên đã cho tôi một bịch bánh tráng kèm theo bịch me. Hôm nay sẽ chỉ các bạn cách ăn nha. Ăn bánh tráng như thế nào cho thật là điệu nghệ. Đầu tiên, mở nắp hộp. Mình bỏ cái này ở đây. Sau đó lột cọng dây thun ra. Nhưng mà em đang sợ xoài chua. Bánh tráng này các bạn không cần pha chế gì nhiều nữa. Các bạn chỉ cần lột ra thôi. Thiếu chua đúng không? Đó. Ủa đây á? Đổ vô đây. Chết rồi, mồm em ăn chua. Bánh tráng có tên là Tin Mi nha mọi người. Là Mi rất, còn rất là tin nha.
Đó. Xong. Bỏ vô đây. Thôi rồi, tiếp 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 để anh nhảy cho. Trời ơi, Khánh nấu điệu nghệ quá vậy. Hay quá anh ơi. Như lời đồn. Hay quá vậy ta, bắp bò. À, bực mí các bạn ngày xưa lúc mà chưa có tập gym là bởi vì không có ăn thịt bò. Nhưng sau khi tập gym thì thích ăn bắp bò. Chỉ bắp bò thôi nha. Ngon đó. Để mi là một bánh tráng cho Khánh ăn nha. Nếm thử chưa? Chưa. Còn bánh tráng có vị gì? Ăn trộn đi. Được không? Không. Xem nào. Bánh tráng có ớt bột, mắm me. Thôi em nghĩ là anh nếm cái này đi chứ. Ngon á. Nếm nước mắm. Tráng gì anh? Tráng gì đây? Bị xoài chua mà. Có ăn không? Vừa. Lưu ý chúng ta còn 5 phút nha mọi người. 5 phút các bác ơi. 5 phút dư sức. Mấy cái này. Ừ, được. Đây, salad dầu giấm. Khi mình muốn ăn mình phải lắc. Nó như bartender vậy đó mọi người. Chết rồi, ngò nữa phải có ngò. Ê, vui trộn vui mèo vui vui trộn. Vui mèo vui vui trộn vui mèo vui. Mèo vui trộn vui vui mèo vui. Vui mèo vui trộn trộn trộn. Trộn vui vui mèo 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 vui trộn vui vui trộn trộn vui. Ngon thế. Trộn vui mèo trộn. Ờ bên em không biết nó ra cái gì luôn á. Con bé nó ngoan ngoan. Nó bây giờ vòng nãy giờ không biết nó phải làm gì hết. Vô nè. Đó, rửa xe đó một cách điệu nghệ nè. Chắc là bày ra đĩa đi. À, rau răm. Chết mất rau răm. Rau răm của em đâu rồi? Ôi em xin ạ. Trời ơi, đội mình không có xài rau răm. Lấy rau răm của mấy đứa nhỏ gì vậy trời? Rồi nó bên mình mà. Ủa, đĩa đâu? À, lấy kéo cắt thôi. Ủa cái này không biết rồi. Hỏi đi, mình để trong đây đi. Không. Cắt thôi chứ. Mình review đồ ăn. Ôi, bài hát vuông méo tròn đã lên được 12.000 view rồi. Hay quá. Chúc mừng bài hát đã đưa chúng ta lên 12.000 view. Chị em cứ thấy nó thiếu thiếu gì đó, màu xanh xanh. Mấy bạn nói là chú Khánh vô bếp đẹp trai ghê. Tròn vuông méo tròn. Nè, lấy kéo anh cắt. Cắt được không? À. Chưa, mình còn. Cắt cái gì, bây giờ cắt cái gì? Cắt như cắt bánh tráng trộn mới biết không? Có đi mua bánh tráng trộn, xếp mua bánh ngoài đường không? Mấy con hay cắt. Cái này à. Trời, nhìn bắp bò ngon quá. Em cắt là xong rồi. Ở nhà thường thường ôi, á là bạn Khánh hay nấu món súp cà rốt khoai tây. Ôi thơm quá. Ủa gì thơm quá hả? Ừ, mùi này em lại nhớ trứng vịt lộn chị ạ. Ủa sao bên này làm nhìn ngon vậy ta? Đâu mà bên chị mới ngon kìa. Chị mới ngon đấy. Mì xếp. Trời ơi em đưa đũa coi. Cho em hỏi là rau sao cái, nhanh cái, thế hả? Cái ngò này anh Nghi mua hồi lúc nào vậy? Bây giờ nó héo hết rồi. Ôi tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Anh Nghiêm mua từ tháng trước rồi em, cái tháng mà chưa có corona tới bây giờ đó. Lâu lắm rồi. Anh em xếp gọn vô cái cũng không gọn. Gọn nè, gọn nè, gọn nè. Có dấu hiệu mùi thơm rồi đấy. Đó. Đấy bây giờ bây giờ trộn đi, anh trộn hết chưa? Đấy rồi đó, cho ra đĩa đi, cho ra đĩa đi. Đã hết giờ rồi ạ. Cho ra đĩa, cho ra đĩa đi, cho ra đĩa đi. Hết giờ rồi ạ. Nhưng mà anh cho gọn vào trong giữa một nhúm thôi. Ừ. Không cần phải hết đâu. Bây giờ xin mời hai đội dừng tay và chúng ta bắt đầu trang trí cho cái dĩa thức ăn của mình ạ. À bây giờ trang trí. À bây giờ mới trang trí. Hú hồn. Trang trí nè. Xong rồi anh coi lấy mấy con tôm để xung quanh. Muốn chuẩn chung mèo. Xài hơi hao bao tay nhỉ. Ngon quá em ơi. Anh thấy có niềm tin về món của mình. Trời ơi, chắc chắn có niềm tin luôn kìa. Chắc chắn nó sẽ trở thành niềm món, tin món ăn chiến thắng. Sẽ gây được tiếng vang đối với mọi người. Okay. Tiếng vang. Vừa thôi anh đừng có bóp quá gì nó. Em thấy anh bày đẹp không? Đó, em xếp lại được rồi này, hay chưa? Mà. 10 9 8 Ngọc bày tôm ra đi. 7 6 bày tôm ra đi. 5 4 con 4 góc. 4 3 thiếu một con. 2 lấy 1 hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Xin lỗi đội host sao có vẻ như các bạn ăn gian thời gian quá. Không, đội host đang tém lại cái này chút cho nó ra hình thù, hiểu không? Rồi, rồi. Hai đội dừng tay và chúng ta dọn cái gian bếp của mình sạch lại trước khi mình đến với phần giới thiệu món ăn của mỗi đội ạ. Rồi. Trời ơi, Ngọc ơi. Rồi, đẹp rồi. Rồi, ra rồi đó. Đấy. Tính ra mấy bạn kêu xào thịt bò xong luôn từ đâu luôn.
cứ rùng rác qua, hốt cái này xuống hết. Nhanh lên, nhanh lên. Pali, pali. 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 Pali ra. Rồi. Đó. Cũng đẹp đấy chứ. Đó, mình phải làm cái vòng bự lên, đúng rồi. Đúng rồi. Đội em làm một món ăn mang tính chất rất là thời sự nha mọi người. Trời ơi. Xong. Trời ơi. Cái gì lên? Xong, đội em xong rồi đó. Rồi, xin mời hai đội chúng ta sẽ khoe cái thành quả với lại các bạn khán giả đang vâng theo dõi chương trình ạ. Anh Ngọc đi dạ, đây. Em đang dọn chưa, bếp. Chưa. Mình sẽ ra đứng phía trước quầy bếp để giới thiệu món ăn luôn. Từ từ giới thiệu sao? Chỗ này giống nhà hàng thiệt luôn trời. Chúng tôi rất tự hào với món này. Tinh thần gia đình của chúng tôi có món ăn này có tên là Corona trên cỏ xanh. À, như quý vị thấy thì nếu mà quý vị tập trung thì chúng tôi trang trí theo kiểu cái khẩu trang. Đây có hai cái quai, quý vị thấy không? Đây là mùa dịch nha quý vị, lúc nào cũng phải mang khẩu trang. Ăn uống mình cũng nhắc cho mấy bạn nhớ là cũng phải có khẩu trang nha quý vị. Còn những tép tỏi ở trên này. Tép tỏi là con Corona. Đúng. Nó tính xâm nhập vô mình như mình bịt khẩu trang. Mình ăn bò, mình khỏe mạnh, không thể nào mà con Corona nó vô được. Đúng rồi, thêm rau xanh nữa nha quý vị. Chúng tôi thấy Corona trên cỏ xanh là chương trình chủ đề của chúng em. Em nghĩ tên, nghĩ tên. Hả? Của mình thường thôi, mình nói bình thường thôi. Thôi mà bên đây nhìn ngon quá vậy. Ừ, giống nhà hàng vậy á. Nói bình thường thôi. Ủa, nói à? Ê, nói đi. Em nói đi. Xin giới thiệu với mọi người nhà của chúng tôi mang tới cho mọi người một món ăn rất là đặc biệt. Món ăn có tên là núi lửa và bốn con tôm. Núi lửa và bốn con tôm. Bốn con tôm và núi lửa. Thì, núi lửa bốn con tôm. Em gọi tên đấy. Và món ăn này tôi lấy hương vị từ món... Gọi xoài thông thịt. Đúng rồi, gọi xoài thông thịt. Yeah. Một bài thuyết trình rất ư là thuyết trình. Thế mình chọn đi nào. Giữa Corona và món gỏi comment. Núi lửa bốn con tôm. Ăn thử các món ăn hả? Ok. Ôi chết rồi, em không dám ăn. Anh Diên sẽ là người tôi thử. Xin từ... Tôi xin từ chối món ăn bò. Tôi nghĩ là phải có một cái người gọi là giám khảo chứ bọn em ăn. Anh Diên từ nãy giờ tôi xin từ chối ăn món ăn mà tôi nấu. Đây. Ăn món ăn của em là phải điệu nghệ nha anh Nghiêm. Quên đồ phẩm. Mọi người hãy lấy hình nó lại lần cuối để em trộn nó lên. Chứ còn cái kia là nó bị vã. Thấy chưa? Đó, Corona trên cỏ xanh. Một món ăn mà lấy rất là thật sự. Một món ăn mà làm cho cả cộng đồng thế giới đảo loạn, không có công việc để làm luôn. Nhưng mà em thấy xám một con giống con ếch ghê. Hai cái khẩu giáo không? À, cái ngay dưới cho tay thôi. Trang luôn. Xỉu. Anh Nghiêm sẽ là người thử món ăn bây giờ. Tại giờ ở dưới đây có cái salad chịu giấm nên em phải trộn lên nha anh Nghiêm. Rồi chúng ta, đó như các bạn thấy chúng ta phải gỡ khẩu trang để chúng ta ăn. Món này không có mập. Không có mập. Món này không có mập mà nhảy nhảy cái gì ngon. Người ta xào ngon mà. Xào ngon muốn chết. Ngon anh. Dính. Bò là em không xào chín quá, em xào vừa tới thôi, rất là mềm và rất là medium thơm. Rare. Medium rare. Thôi, nói anh đi. Anh gấp đi. Rồi, em phải đúc đàng hoàng. Anh gấp đi. Tiếp tân thì phải... Coi nhớ trái xoài hồi nãy không? Nè. Nó sống bà cố luôn, bây giờ là anh là người em đi ăn món gỏi xoài thông thịt. Nó được cấm cái này là ăn được nó, giỡn hoài. Núi lửa, anh, cái này anh thích ăn tôm hay là anh lửa, lửa chị ạ? À anh Nghiêm yêu cầu phải cho anh Nghiêm cái chén. Đúng rồi. Có ngay. Phải như này. Ờ đúng rồi, lịch sự. Lịch sự. Lịch sự. Gần 13.000 lượt coi rồi mọi người à. Miếng ớt nữa cho nó ngon. Đấy. Đây. Dạ, không sao mi ta. Tay anh run thế. Đuối lửa bóng một tầng. Bây giờ thì mình sẽ thử cái món của các bạn. Và bây giờ thì hai đội, các bạn cũng sẽ thử cái món ăn của đối phương. Ôi chết mất. Sao lại chết hả chị? Món của em. Chị vừa khen món ăn ngon mà. Để em lấy đũa. Nãy giờ em thấy hai đứa nó đứng nó gãi xong rồi nó bóp gỏi nó bóp không. Nó gãi rồi mà... nó bóp. Em gãi lén lắm luôn. Ai mà gãi. Quý vị, nó mới gua gơ cái đũa không đi rửa. Định lụm lên đưa cho tôi ăn nè. Trời đất ơi. Động trời. Em lấy đũa khác rồi. Đũa này mà. Vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đây. Anh thấy sao anh? Không nói lên lời đúng không anh? À, tới mình. Mình ăn thử bên này coi. Rồi. Để ăn nha. Hy vọng là em sẽ không bị ải chĩa nha mọi người. Chú phải chịu ngon miệng. Son ghê không? Phải chúc anh chị may mắn. Phải chúc anh chị may mắn. Chú ạ. Phải trộn với salad như này lên nè. Ngon. Wow. Anh đồ ăn ngon quá. Em ăn hết rồi không ạ? Được. Sao ăn đi em? Ăn sao ăn cái miếng này nó ngon quá em nghe. Ngon. À. Nếu mà thêm nước mắm nữa là ngon nữa. Ừ. Mình thiếu nước mắm. Kêu vừa rồi. Xong ngon. À đây là để chấm rồi chị. Thêm miếng nước mắm mình nó hơi lạ. Nhưng bị thiếu nước mắm nha quý vị. Mình cho nước mắm à? Em cho rồi, nãy em kêu là vừa rồi đói. Ít xịt luôn á, thì miếng nước mắm là ngon lắm á. Rồi bây giờ sau khi các bạn ăn xong á, chúng ta sẽ cầm cái món ăn mình của mình về lại khu bếp ạ. Chúng ta sẽ đến với phần quyết định thắng thua. Định đúng này về bếp. Rồi banh cái khẩu trang của tôi rồi. Banh khẩu trang rồi. Ngon quá. Được đấy nhờ. Ủa anh nghe vậy cuối cùng phân định thắng thua là sao? Chúng ta sẽ có cách quyết định thắng thua là nãy giờ các bạn đã ăn món của đội mình và món của đội đối phương rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ tin tưởng vào cái người ta gọi trên mạng là liêm sĩ của mỗi người. Liêm nghĩa sĩ. Là chúng ta sẽ nhận xét là món của đội nào ngon hơn. Liêm chắc anh cũng đã nghe câu liêm sĩ gì tầm này rồi chứ gì. Và chúng ta sẽ được có một cách khách quan hơn là chúng ta sẽ có một cái máy phát hiện nói dối. Có nghĩa là nếu mà mình khen không thật lòng thì mình sẽ bị nhận một cái hậu quả liền. Xin mời Kevin Khánh chúng ta lấy cái máy nói dối ra. Ủa, có máy nói dối nữa hả? Nói dối. Điều hoa. Điều hoa. Nói dối mất nhau muôn đời. Đó là nó đó. Nhà chị văn nghệ lắm em. Rất là hội chợ. Cười. Rồi bây giờ ai sẽ là người đặt tay vào máy chưa ạ? Đó là mình. Bây giờ công anh. Em hả? Nếu bạn trả lời không trung thực thì nó sẽ bị giật. Ôi trời. Rồi. Ôi trời ơi. Chết rồi, cho em ăn lại được không? Và cả bốn bạn đều sẽ lần lượt đặt tay vào đó nha. Cho em ăn lại, em đánh giá lại được không mọi người? Ủa sao em chưa nói gì mà nó tê tê vậy? Ủa, mở chi vậy? Nó mở rồi đó anh. Ăn lại đi. Ngon mà. Mình tự thấy món mình ngon đấy. À. Rồi, để mình vô nè. Tí. Em trước nè. Các bạn ơi, mình dọn phía trước giùm để mình có thể lấy được cái hình nhé. Đúng rồi. Nghe đó là đẹp rồi đó. Sao em sợ nó giật em quá. Em rồi. Cũng sợ quá. Rồi, theo Khởi My, món ăn của đội nào ngon hơn? Đội em ngon hơn. Tất nhiên rồi. Nó giật kìa. Vậy hả? Chết rồi. Nó giật kìa. Giật mạnh không? Giật mạnh lắm mạnh. Em. Chết chứ. Xí. Không. Thôi em không chơi trò này em đâu. Hiểu à? Theo như logic là anh chị mà bảo món ăn của anh chị ấy ngon mà bị giật tức là anh chị sai, tức là món ăn của mình ngon. Bây giờ mình bảo là món ăn mình ngon là đúng mà. Là win đúng không? Là win. Đúng rồi. Là đúng rồi. Đúng. Ai không là win. Đúng rồi. Hỏi đi. Ấy cái ngón cái bên này, đúng rồi. Đúng ta. Nó giật cho. Đúng không? Giật cho. Hết tóc rồi là em cắt giật em. Nó giật lắm. Em sao phải đúng không anh chứ? Đứng đây. Rồi, theo Duy Ngọc thì món ăn của đội nào là món ăn ngon hơn? Theo logic thì là... Là 1-0 rồi đó. Nhưng mà theo logic thì em phân tích rồi xong đúng không? Thì đúng rồi, em trả lời đi của em thôi. Thì... Nhưng mà nếu mà em nói món của em mà em bị giật là coi như là 1-1. Là 1-1 đúng rồi. Chết. Em nói không? Thì bây giờ anh thấy món nào ngon thì anh nói món đó ngon thôi. Hãy trung thực với suy nghĩ của mình. Yeah. Đúng. Không, em thấy món đó em ngon thật. Rồi, vô. Quyết đoán. Đừng giật. Ôi, giật thật đấy. Giật đau lắm. Rồi, tiếp theo sẽ là lượt của Kevin Khánh ạ. Chị Khánh à? Chết rồi, em nghe cái máy này nó giật hết 4 người luôn ấy. Anh biết cái máy này, anh có quen nó. Anh biết phải xử lý nó như thế nào rồi. Trời ơi. Theo Kevin Khánh,
Để cho em ăn món bên này được không? Đội nào là món ăn ngon hơn ạ? À? Cho em ăn lại em thử lại. Tôi. Không, mình thôi. Anh khỏi, anh để tay ra em bịt miệng cho anh, em bịt miệng cho anh thả ra đi. Và bây giờ chúng ta sẽ trông chờ vào kết quả cuối cùng của bạn Annie. Chưa, tức là bên anh chị ngon được chưa? Ừ không, em mới ăn lại thấy ngon. Nếu bây giờ Annie không bị giật và thì cái câu trả lời của Annie sẽ là câu trả lời quyết định cho cái kết quả của ngày hôm nay. Chết rồi, nhưng mà em không có bị giật. Không phải, theo logic là vừa xong mọi người đều bảo món của mọi người ngon đều bị giật, thì bây giờ em bảo món của đối phương ngon là không bị giật. Chuẩn luôn. Đối phương ngon đúng không? Đúng. Không, mà em thấy ngon thiệt. Em hãy nói đúng theo suy nghĩ của mình đi. Nhưng mà lỡ em bị giật sao? Thì bị giật thì được thôi. Sợ quá. Chắc chắn bị đâu. Dán kỹ vô. Rồi. Thôi đừng có kỹ. Rồi kỹ. Theo Annie thì món ăn của đội nào là món ăn ngon hơn ạ? À? Dạ đội... Jun thế. Nói em. Đội anh Kevin với chị My. Trời. À. Con bé nó giật nè. Nó giận luôn bốn người. Vậy là sao? Sao đó hả? Ok, à, kỳ vậy. Cho em nói giận luôn bốn cái máy gì kỳ vậy? Máy rồi. Gì kỳ ghê. Máy bị hư rồi. Thì tất cả được theo cái sự liêm sĩ của mọi người và theo cái sự trung thực của mọi người. Ở câu vừa rồi thì Annie vừa nói là món của đội Kevin Khánh ngon hơn. Nhưng không bạn bị luôn. Giật. Cho nên là hiện tại tất cả mọi người đều đang dối lòng với nhau. Ôi, vậy là anh nghiêm xong người quyết định mà. Đúng không? Này vậy anh nghiêm ăn rồi. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, anh nghiêm quyết định đây. Cái máy gì kỳ. Cái máy gì kỳ quá à. Em thấy em thấy ngon thiệt mà. À, đưa cho anh nghiêm. Bây giờ anh nghiêm quyết định. Để tay vô. Cục chặt lại. Để tay vô. Cục chặt lại. Cố lên anh. Để em lấy này ra để anh lỡ. Đó. Chịu lại đây luôn. Không cho ông giúp đây nha. Để ứng. Ứng cho nha mọi người. Theo anh Nghiêm, đội nào nấu ăn ngon hơn ngày hôm nay? Đội của Khởi My đúng không? Vậy là nếu mà giật là đội của bạn anh Ngọc thắng. Với lại Annie thắng. Đúng rồi. Đúng ta? Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Giật đi chẳng biết cảm giác. Ủa sao em không giật? Em nghĩ ca này nổ luôn đấy. Em không giật. Cái máy này nó nổ chết. Không giật. Chưa. Đúng rồi kìa. Chưa, đúng rồi. Chưa. Không giật kìa. Bây giờ mới vô nè. Ủa vậy hả? Chết đi. Chữ ta. Bỏ tay vô anh. Bỏ xuống. Ủa vậy là mình thua. Cho nó giật hết luôn á. Anh ngu. Nó giật không anh? Giật không anh? Giật. Đọc cầm. Tời mới bị giật điện xong bắt đọc comment. Kỳ dễ sợ luôn á. Chứ nó giật mạnh lắm á, nó giật bắn người luôn á. Cái máy này nó hư rồi, gặp ai cũng trời ơi. Rồi gặp ai cũng giật chứ, máy kỳ, ba máy. Anh Nghiêm thử đi, mấy bạn kêu là cái máy này bị dính lời nguyền rồi. Máy này bị điên rồi. Trời ơi, mấy bạn kêu là mời nhóm Unify. Đúng rồi. Có bếp trưởng Tồ nấu ăn. Đúng rồi, mấy bạn Unify rất là vui. Có bạn kêu là mạng không coi được gì. F5 anh em nhé. Giây phút hồi hộp giờ mới đến. Lát hoài bạo. Tất cả đều đang chứa lòng. Mấy bạn kêu là chương trình hôm nay là dễ thương quá. Ơi, được 14.000 lượt xem rồi nha mọi người. Và 11 triệu tin nha ngày hôm nay. Đầu tiên là mình vỗ tay chúc mừng. Số đầu tiên. Cảm nghĩ của hai bạn khi mà đến chương trình ngày hôm nay là như thế nào? Có bao giờ tham gia một cái game show nào mà nó quá nhiều cảm xúc mà nó rối loạn như vậy chưa? Nói chung là thực ra thì em cũng từng tham gia game mà liên quan đến thức ăn rồi. Chưa bao giờ kiểu phải vào nấu như thế này. Mặc đây là lần đầu tiên nhiều quá không em? Lần đầu tiên bị giật như thế này. Giật như thế này. Annie thì sao? Dạ lần đầu tiên tới đây thì em thấy hơi nhục. Tại vì đi chợ thì bị lố tiền, bị âm tiền. Xong rồi phải đi xin xỏ anh chị hàng xóm. Nhưng mà may quá anh chị hàng xóm dễ thương. Chịu thương đúng không? Ok, hôm nay thì Khởi My là cảm ơn hai bạn khách mời đầu tiên. Tại vì thật sự là cái số đầu tiên của mỗi mùa rất là hồi hộp.
thành công hay không cũng là nhờ vào khách mời nữa. Cảm ơn hai bạn khi mà đến với chương trình ngày hôm nay rất là tương tác và tạo ra rất là nhiều niềm vui. Và đặc biệt là cảm ơn anh Trường cũng như là ekip ngày hôm nay đã làm cho một cái chương trình mới nó rất là nhiều cảm xúc. Cảm ơn các bạn khán giả nữa, các bạn đã thả tim, bắn tim, lượt xem rất nhiều. Và lời cuối không xin được chân thành cảm ơn đến V-Line. Yeah. Và để cho tất cả tụi mình có một sân chơi rất là bổ ích. Một lần nữa thì mình thua rồi anh nhé. Ok, mình sẽ trông chờ vào tuần tới nha mọi người nha. Vậy là tụi em có bị trừ tiền không vậy? Chưa biết. Anh nghiêng gật đầu rồi kìa, chưa biết gì. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Rồi các bạn nhớ đóng góp ý kiến qua email cặp đôi cặp đi @vlive@gmail.com. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Nhớ nha mọi người, thứ ba tuần sau 19 giờ trên V-Live và nhớ vào fanship để check hình cũng như là clip độc quyền nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Yeah 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 yeah.